chương 1091 ma thần chi mâu ầm ầm trong hư không hào quang rực rỡ hoa mỹ thần quang chiếu dọi ngàn vạn dặm núi sông vô tận hỗn độn sương mù bốc lên phảng phất muốn một lần nữa diễn hóa ra một mảnh thế giới mới lăng tiêu thân ảnh từ trong hỗn độn bay ra đứng ở trên bầu trời sắc mặt tái nhợt vô cùng khóe miệng có vết máu tràn ra nhưng là một đôi mắt lại giống như ngôi sao sáng chói lực lượng tứ tượng kích thiên thức vô cùng khủng bố, nhưng đôi mắt kia của chân long trí tôn lại giống như trúc long chi mâu trong truyền thuyết ẩn chứa lực lượng hắc ám, tà ác cùng hủy diệt. Tứ tượng kích thiên thức bí thuật dung hợp lực tuy mạnh, nhưng cũng bị chân long trí tôn trong con người lực lượng ngăn trở, chỉ sợ cũng không có có thể trọng thương chân long trí tôn. Vèo, thân thể chân long trí tôn cũng bay ngược trở về. Chỉ là hắn giờ phút này thoạt nhìn cũng là thập phần chật vật, tóc tai bù xù, trên người tràn đầy vết thương huyết sắc, trong một đôi con người có máu đỏ tươi tràn ra, Hoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ, Lăng Tiêu, ta thật không ngờ lại kinh tài tuyệt diễm như thế, đem tứ tượng kích thiên thức thôi diễn đến cảnh giới như thế. Trần Long Chí tôn cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm, ma khí màu đen xung quanh hắn bốc lên, vào giờ khắc này lại giống như là biến thành một người khác, khí tức đại biến, trở nên hắc ám mà quỷ dị. Tuy rằng Long Uy vẫn thập phần cường đại, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như là một tôn ma long, chỉ còn lại có lực lượng giết chóc và hủy diệt thuần túy nhất mà đôi mắt của hắn giờ phút này dĩ nhiên cũng trở nên đen nhánh, giống như một mảnh vòng xoáy màu đen, phảng phất muốn đem hết thảy lực lượng đều cắn nuốt vào. Bốn phía phong vân kích động, ma uy mênh mùng bốc lên, giống như đem nơi này hóa thành một mảnh ma vực. Chân Long, ngươi quả nhiên cùng vực ngoại tà ma cấu kết, hoặc là nói bản thân ngươi chính là vực ngoại tà ma. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Chân Long trí Tôn nói: "Lăng Tiêu, những nhân tộc như con kiến các ngươi, làm sao hiểu được sự vĩ đại của chúng ta, Hôm nay ta sẽ nói cho người biết, cái gì gọi là tuyệt vọng." Trần Long Chí Tôn cười lạnh một tiếng, trong con người có hỗn độn khí bốc lên, có mênh mông ma uy tràn ngập, phảng phất là khai thiên tích địa chi uy, khủng bố ma quang giống như trật tự thần liên, trong nháy mắt vắt ngang hư không, hướng Lăng Tiêu giết tới. "Cái gì?" Trần Long Chí Tôn dĩ nhiên là vực ngoại tà ma, ta vốn còn đang hoài nghi vì sao chiến thần điện lại cấu kết với tà ma ngoại vực, thì ra chủ nhân của chiến thần điện chính là tà ma ngoại vực tà ma ngoại vực phải chết đây là thiết luật của cả chiến thần giới đông đảo cường giả đều vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin cùng vực ngoại tà ma cấu kết cùng với bản thân chính là vực ngoại tà ma căn bản là hai khái niệm cùng vực ngoại tà ma cấu kết có lẽ mọi người xem ra còn có thể lý giải nhưng bản thân chính là vực ngoại tà ma cái này đã vượt qua tất cả mọi người điểm mấu chốt nhất định phải chết nếu không chỉ sợ toàn bộ chiến thần giới sẽ rơi vào tay tà ma vực ngoại đối với vực ngoại tà ma khủng bố đông đảo cường giả đều là vô cùng rõ ràng kia quả thực chính là coi toàn bộ chiến thần giới sinh linh là heo chó vì đồ ăn nếu là rơi vào trong tay bọn họ quả thực chính là sinh không như thế thôn thiên trí tôn đại nhân xin hãy giết ma đầu này cho chiến thần giới ta thôn thiên trí tôn đại nhân xin bảo hộ chiến thần giới âm thanh núi hô biển gầm vang lên giống như sấm sét mênh mông trong ánh mắt mọi người nhìn về phía lăng tiêu đều tràn ngập vẻ chờ mong bọn họ đều coi lăng tiêu là chúa cứu thế nếu ngay cả lăng tiêu cũng không đối phó được chân long trí tôn chỉ sợ toàn bộ chiến thần giới sẽ chân chính rơi vào tay giặc giết trong ánh mắt lăng tiêu sát khí bốc lên hắn mặc kệ trên người chân long trí tôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thù mới hận cũ cộng lại đều kém chân long trí tôn là tà ma ngoại vực chân long trí tôn nhất định phải chết lăng tiêu cũng là bắt đầu liều mạng khí huyết quanh thân hắn bốc lên thôn thiên tri hỏa tung hoành hư không giống như là thiêu đốt lên ở phía sau hắn hiển hóa ra chân hình tứ linh thần thú tổ long ngàn vạn trượng vắt ngang cửu thiên, phượng hoàng ngũ sắc rực rỡ đốt cháy bầu trời, bạch hổ cuốn theo khí sát phạt ngập trời, huyền vũ chống đỡ hư không hỗn độn tứ phương, mở lại nhật nguyệt sơn hà, bùm, lăng tiêu mỗi một quyền đánh ra, đều ẩn chứa cực hạn lực lượng, giết về phía chân long chí tôn, vèo, nhưng vào lúc này, chân long chí tôn trong con người hắc quang bốc lên, vậy mà hóa thành một mảnh hỏa diễm màu đen, ẩn chứa cực hạn lực hủy diệt, thiêu hư không đều muốn sụp đổ, hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Đây chính là ma thần chi mâu, cũng là lực lượng cường đại nhất trần long chí tôn. Lăng tiêu trong lòng sinh ra một loại vô cùng chí mạng nguy cơ, cỗ kia mênh mông màu đen hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, đem hắn thần lực đều thiêu đốt lên, hơn nữa hướng về hắn toàn thân lan tràn mà đến. Mà ngay cả thôn thiên tri hỏa, đều ở cổ kia ngọn lửa màu đen trước mặt, liên tiếp bại lui. Trần lòng trí tôn trong con ngươi, hỗn độn tràn ngập hắc quang bốc lên hơn nữa có ma thần thân ảnh thoáng hiện hiển hóa ra một cỗ vô cùng khủng bố mênh mông thế giới vèo lăng tiêu thân ảnh tại trong hư không tung hoành hóa thành một đạo sáng chói thần hồng cái kia ngọn lửa màu đen chỗ đến hư không đều bắt đầu thiêu đốt đem khung trời đều hóa thành một mảnh biển lửa màu đen thậm chí có một tia hắc sắc hỏa diễm tràn ngập ra rơi vào xa xa quan chiến trên người mọi người lập tức những người đó trong miệng phát ra vô cùng kêu thảm thiết thanh âm trực tiếp bị hắc sắc hỏa diễm đốt thành hư vô. Mau lui lại, tất cả mọi người quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Coi như là trí tôn cường giả, cũng căn bản không cách nào thừa nhận loại kia màu đen hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đốt thành một mảnh cho tàn. Tất cả mọi người khó có thể tin được ánh mắt của mình, đó là một đôi mắt khủng bố cỡ nào. Phảng phất cất dấu cửu u địa ngục bất diệt chi hỏa, có thể thiêu đốt nguyên thần huyết nhục, đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Vù vù vù, Lăng Tiêu ở trong hư không cấp tốc lui về phía sau, tránh né những ngọn lửa màu đen kia, đồng thời hắn cũng bắt đầu vận chuyển thôn thiên bí thuật, muốn luyện hóa những ngọn lửa màu đen kia. Nhưng đáng tiếc, cho dù là tốc độ luyện hóa của thôn thiên vương đỉnh cũng thập phần chậm chạp. Dù sao, loại hỏa diễm màu đen này đã có thể xưng là ma thần diễm, ẩn chứa pháp tắc thần đạo mênh mông. Bất quá để lăng tiêu hơi có chút an tâm chính là, thôn thiên vương đỉnh tuy rằng không cách nào đem ma thần diễm luyện hóa, nhưng có thể bảo vệ thân thể lăng tiêu ngăn cách những ma thần diễm kia thiêu đốt ma thần diễm hình thành hắc sắc hỏa hải tản ra một cỗ lực lượng làm cho nguyên thần run rẩy chân lòng trí tôn dĩ nhiên là vực ngoại tà ma trách không được hắn có thể chứng đạo thành thần chỉ sợ hắn căn bản chính là một tôn ma thần ánh mắt lão sơn dương lạnh như băng trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu lộ ra một tia lo lắng luyện hóa thần cách chỉ có thể trở thành nửa bước thần linh, cho nên lão Sơn Dương cũng rất kỳ quái vì sao chân long trí tôn luyện hóa xích long chiến thần thần cách lại có thể chứng đạo thành thần. Hôm nay xem ra, chân long trí tôn chỉ sợ căn bản là một tôn ma thần, nguyên bản là có thần linh cảnh giới, cho nên căn bản chưa nói tới chứng đạo thành thần vấn đề. Chỉ là, chân long trí tôn khủng bố như thế, lăng tiêu thật sự sẽ là đối thủ của hắn sao? Long Hàn Yên, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đám người trên mặt đều là vô cùng khẩn trương thần sắc, Tuy rằng bọn họ đều vô cùng tin tưởng Lăng Tiêu, nhưng chân Long Chí Tôn quá mức kinh khủng. Cỗ ma uy ngập trời kia, cho dù là cường giả Chí Tôn chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt tan xương nát thịt, có thể tưởng tượng Lăng Tiêu hiện giờ đang thừa nhận áp lực cường đại cỡ nào. Lăng Tiêu, ngươi cũng chỉ biết trốn sao? Nếu là ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy ngươi vẫn là đi chết đi." Trần Long Chí Tôn lạnh lùng nói, trong con ngươi của hắn phảng phất có một tôn ma thần hư không ngang không mà lên, một quyền hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. "Giết!" trong ánh mắt lăng tiêu sát khí mãnh liệt, đột nhiên quát to một tiếng, dưới sự bảo hộ của thôn thiên vương đỉnh trực tiếp sông lên trời, quyền ra như rồng, hướng về con ngươi chân lòng trí tôn đánh tới. Chân lòng trí tôn ma thần chi mâu, tạo thành uy hiếp cực lớn cho lăng tiêu. Thân thể lăng tiêu tuy rằng kiên cố, cũng không thể thừa nhận lực lượng của ma thần chi mâu, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ lăng tiêu thất bại không thể nghi ngờ. Răng rắc, quyền ấn khủng bố bộc phát ra, hư ảnh ma thần trực tiếp bị lăng tiêu một quyền đánh nổ. Tới tốt lắm, Trần Long Chí Tôn lạnh lùng nói, trong con người phảng phất có quang mang kỳ dị lóe ra, trước khi quyền ấn của Lăng Tiêu hạ xuống, hắn chính là một trường đánh ra, thời cơ lựa chọn vừa đúng. Ma thần chi mâu phảng phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, có thể phân tích địch nhân công kích, dự liệu địch nhân trước, biến hóa khó lường. Lăng Tiêu nhất thời liền gặp phiền toái lớn, Trần Long Chí Tôn ở dưới trạng thái ma thần chi mâu, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả công kích của Lăng Tiêu, mỗi một lần công kích đều sẽ công kích ở chủ yếu hại của Lăng Tiêu, mà lăng tiêu nhất thời liền rơi vào hạ phong. Bùm! Chân Long trí Tô một quyền đánh vào trên ngực Lăng Tiêu, ma thần lực khủng bố hướng trong cơ thể hắn lan tràn mà đến, Lăng Tiêu nhất thời như bị sét đánh, bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hết hy vọng đi." Chân Long trí Tôn đạm mạc nói, trong ánh mắt tràn đầy quang mang sắc bén, có thể bức ra ma thần chi mâu cường đại nhất của hắn, Lăng Tiêu đã đủ kiêu ngạo rồi, nhưng dưới trạng thái ma thần chi mâu, thực lực chân long trí tôn bày ra một loại cảnh giới thập phần khủng bố, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, chớ đừng nói chi là lăng tiêu tu vi so với hắn còn thấp hơn. Răng rắc, chân long trí tôn một đạo trưởng đao màu đen bổ xuống, phảng phất là tia chớp màu đen bốc lên, để hư không kịch liệt rung động, trực tiếp chém ở trên cánh tay lăng tiêu, truyền ra thanh âm thanh thúy, cánh tay lăng tiêu trong nháy mắt trở nên mềm mại. Vèo, ánh mắt lăng tiêu lạnh như băng, nhịn xuống loại đau đớn này, cả người trong nháy mắt bay ngược trở về, kéo ra khoảng cách với chân long trí tôn. Lăng tiêu, không cần dãy ruộng. Chân long trí tôn lạnh lùng nói, tốc độ của hắn cũng nhanh đến cực hạn, thế nhưng không hề kém lăng tiêu na di bí thuật bao nhiêu, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lăng tiêu, một trưởng ấn ở phía sau lưng lăng tiêu. Phụt, lăng tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều có vẻ lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhật. Lăng tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đám người đều là kinh hô, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lo lắng thần sắc. Hiện tại Lăng Tiêu giống như là hoàn toàn rơi vào hạ phong, căn bản không có chút sức phản kháng nào, không thể nào. Người này nhanh như vậy sẽ chết sao? Bạch Long Mã trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi vẻ, nó đứng ở xa xa quan sát, suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Trần Long Chí tôn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tự nhiên so ra kém Bạch Long Mã cực tốc, nếu là Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã mà chiến, tự nhiên có thể dễ dàng tránh né chân Long Chí tôn công kích. Đừng tới đây. Tôi còn có thể ứng phó. Lăng Tiêu phẳng phất nhận ra động tác của Bạch Long Mã, truyền âm cho nó nói. Hả? Bạch Long Mã có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu, chẳng lẽ tên này muốn lừa gạt hay sao? Đông đảo người xem cuộc chiến, trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng lo lắng cùng thần sắc hoảng sợ. Thậm chí có người cũng đã tính toán Lăng Tiêu bại vong sau đó là đào tẩu hay là đầu hàng chiến thần điện trận chiến vạn người chú ý này đã tác động đến trái tim mọi người khiến mọi người cũng theo đó mà cảm xúc phập phồng lên sư tôn lăng tiêu sắp bại rồi ánh mắt ca diệp phật tử chợt lóe thản nhiên nói trường mi phật tôn nhàn nhạt cười nói ca diệp không nên dùng ánh mắt đi xem phải dụng tâm đi cảm ngộ trận chiến này chỉ sợ không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy n sư tôn chẳng lẽ lăng tiêu còn có át chủ bài gì sao già diệp phật tử có chút kinh ngạc hỏi ta không biết nhưng thôn thiên trí tôn hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Trường mi phát tôn thản nhiên nói. Xa xa, trong ánh mắt triệu nhật thiên lộ ra một tia phức tạp. Nhị đại gia, chân long trí tôn vậy mà hiểu được ma thần chi mâu, ở trạng thái này dưới, chỉ sợ lăng tiêu đã không có phần thắng. Trong thanh âm của nhị đại gia mang theo một tia thần sắc kinh nghi bất định, nói, ma thần chi mâu. Thật sự là kỳ quái, hắn làm sao có thể biết ma thần chi mâu? Chẳng lẽ hắn là, nhưng không có khả năng a à. tên kia đã sớm bị chấn áp nhị đại gia ngươi nói là người nào triệu nhật thiên có chút tò mò hỏi bất quá hẳn không phải hắn ma thần chi mô mặc dù mạnh nhưng chân long trí tôn cũng không cách nào vĩnh viễn bảo trì loại trạng thái này nếu lăng tiêu có thể chống đỡ có lẽ còn có phần thắng nhị đại gia hơi có thâm ý nói thời điểm nhắc tới nghịch mệnh thuật trong thanh âm của hắn cũng lộ ra một tia run rẩy nhẹ nhàng lăng tiêu hy vọng người có thể thắng Triệu Nhật Thiên khẽ thở dài một tiếng nói. Nhìn thấy lăng tiêu cùng chân long trí tôn trong lúc đó đại chiến, hắn mới rốt cục hiểu được, mặc dù đều là phong hào trí tôn chi cảnh, chiến lực của hắn vẫn là không bằng lăng tiêu. Hơn nữa, lăng tiêu dĩ nhiên là thôn thiên trí tôn vạn năm trước chuyển thế sống lại, tin tức này để cho hắn cũng là vô cùng chấn động. Chắc không được lăng tiêu thiên phú khủng bố như thế, nguyên lai là tích lũy hai đời. Bùm! Trên hư không xa xa, Lăng Tiêu lại bị Chân Long Chí Tôn một quyền đánh bay, trong miệng ho ra máu liên tục, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay cả khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng Lăng Tiêu con người lại vô cùng sáng chói, ẩn chứa một cỗ mênh mông mà thần bí lực lượng ba động. Ngay tại Chân Long Chí Tôn lại một lần nữa hướng về Lăng Tiêu đánh tới thời điểm, Lăng Tiêu dĩ nhiên đột nhiên nhắm hai mắt lại, quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà cổ xưa lực lượng ba động, hư không đều phẳng phất tại thời khắc này bất động. Định Lăng tiêu đột nhiên quát to một tiếng, một chỉ hướng chân long trí tôn nghi tâm, thanh âm lạnh như băng mà sát khí mãnh liệt, ở trong hư không ầm ầm nổ vang. Bùm! Hư không rung động, hơn nữa trong lúc bất chợt dừng lại. Giống như là thời gian đình chỉ đồng dạng, lăng tiêu đầu ngón tay tàn mát ra một cỗ mênh mông mà thần bí lực lượng đem chân long trí tôn bao phủ lên. Đó là sức mạnh của Nguyệt Kinh. Năm tháng vì thời gian, lăng tiêu không tiếc trả giá tuyệt đại cùng cắn trả, chính là vì vào giờ khắc này thi triển ra lực lượng Nguyệt Kinh, thời gian dừng lại. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, phảng phất sau một khắc liền có thể đem lăng tiêu diệt sát chân lòng trí tôn, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bùm! Lăng tiêu quanh người phun máu, mênh mông thời gian cắn trả lực tại trong cơ thể của hắn bộc phát ra, phảng phất muốn đem hắn cả người đều nổ thành một mảnh hư vô. Lăng tiêu đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng phát ra sáng chói mà sáng ngời, nghịch thiên mệnh, Lăng Tiêu trong miệng bộc phát ra một đạo giống như lôi đình giống giận thanh âm, ở phía sau hắn màu đen thần quang bốc lên, phảng phất có một mảnh mênh mông mà thần bí sông dài hướng về chân Long Chí Tôn chấn áp mà đến. Trong ba truyền thừa lớn của Xích Long Chiến Thần, Chiến Thần quyết tuy rằng vô kiên bất tồi, uy lực vô cùng, nhưng Nguyệt Kinh và nghịch mệnh thuật mới là lực lượng quỷ dị và khủng bố nhất. Thời gian chi lực cùng vận mệnh chi lực đều là cấm kỵ lực lượng, coi như là thần linh đều rất khó nắm giữ cùng chống lại. Vì đối phó chân long chí tôn ma thần chi mô lăng tiêu không tiếc đồng thời bộc phát tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật lực lượng, chính là muốn triệt để gạt bỏ chân long chí tôn. Dù sao, chân long chí tôn quá kinh khủng, ở ma thần chi mô trạng thái dưới, có thể nói vô địch, tiếp tục chỉ sợ lăng tiêu cũng chỉ có thể rơi vào một cái bại vong kết cục. Cho nên, lăng tiêu làm bộ không địch lại chân long chí tôn, bị chân long chí tôn tiếp liên kích chúng. Hạ thấp lực chú ý của chân long trí tôn, sau đó đột nhiên bộc phát ra lực lượng nguyệt kinh, đem chân long trí tôn định trụ một lát. Đồng thời, Lăng Tiêu Thi triển ra nghịch mệnh thuật khủng bố nhất chiêu thứ ba, nghịch thiên mệnh, thiêu đốt thọ nguyên quanh thân, hơn nữa lấy mệnh cách bản thân làm cơ sở, từ trong dòng sông vận mệnh mênh mông đổi lấy lực lượng cường đại, đến diệt sát địch nhân. Đồng thời thi triển này hai đại thần công, Lăng Tiêu mặc dù đã là phong hào trí tôn tu vi, cũng là trong nháy mắt liền bị to lớn cắn trả. Bùng! Lăng Tiêu quanh thân phẳng phất liền muốn nổ nát ra, giống như mạng nhện đồng dạng dạn nứt, cả người phun mỏng máu tươi, sinh cơ cấp tốc mà trôi qua, cả người cũng bắt đầu bao phủ một tầng vô cùng nồng đậm tử khí. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, mà đổi lấy, quả thật tung hoành vô địch mênh mông sát ý. Đáng chết! Chân lòng trí tôn trong ánh mắt lộ ra thần sắc hồn hển, thậm chí có một tia sợ hãi thật sâu, lực lượng nghịch thiên mệnh trực tiếp tác dụng với thần cách của hắn, một mảnh sông dài thần bí hướng về phía hắn chấn áp mà đến, phảng phất muốn đem cả người hắn đều từ trong thiên địa xóa đi. Ngăn cản cho ta, Chân Long Chí Tôn giống giận một tiếng, lập tức xung quanh Hắc Quang phun ra. Đột nhiên tránh thoát Tuế Nguyệt trói buộc, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một cái khiên màu đen ẩn chứa cổ xưa thần tính ba động, tại hấp thu chân Long Chí Tôn máu tươi, sau đó trong nháy mắt quang mang đại phóng xuất hiện ở trên hư không, tấm chắn màu đen hẳn là thần khí cường đại nào đó, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở thủ đoạn công kích bình thường, nghịch mệnh thuật trực tiếp tác dụng với nguyên thần bệnh cách của Chân Long Chí Tôn, căn bản không phải một kiện thần khí là có thể ngăn cản nhưng thủ đoạn của chân long trí tôn cũng không chỉ như thế. Mi tâm của hắn bên trong, dĩ nhiên trong nháy mắt có bảy màu thần quang tràn ngập ẩn chứa một cỗ thâm trầm nhất, hắc ám cùng tà ác lực lượng, đột nhiên tại trong thiên địa bộc phát ra. Nghịch mệnh thuật đấu với thất thải thần quang, ầm ầm, thiên địa quang mang sáng chói, trong nháy mắt bị một mảnh thần quang phong bạo khủng bố bao phủ lên. Đây là thất phách tán hồn quang. Chư cương liệt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin hắn nhận ra trong mi tâm chân lòng trí tôn phun ra bảy màu thần quang dĩ nhiên chính là bảy phách tán hồn quang làm cho cầm sắt trọng thương thất phách tán hồn quang chính là tuyệt học vô thượng của ba tuần ma thần vương chân lòng trí tôn lại biết loại tuyệt học này chẳng lẽ hắn đã đầu nhập vào ba tuần ma thần vương sao hoặc là nói chân lòng trí Chí tôn chính là ba tuần ma thần vương nghĩ đến khả năng này sắc mặt chư cương liệt trong nháy mắt đại biến hắn biết rõ ba tuần ma thần vương khủng bố căn bản không phải lúc này lăng tiêu có khả năng chống lại đây là lực lượng gì? Tại sao có thể khủng bố như thế? Ta nhớ tới, lúc trước lăng tiêu diệt sát tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn, thi triển chính là một chiêu này. Vận chuyển vận mệnh lực lượng A, cái này làm sao có thể là nhân lực có khả năng làm được? Tất cả mọi người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Cái loại này mênh mông vận mệnh chi lực, để cho mỗi người đều là cả người phát run, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, liền giống như con kiến mặt đối mặt thần long đồng dạng phàng phất một mảnh sông dài mênh mông chấn áp xuống tất cả mọi người trong nháy mắt hồn phi phách tán mà chết đây đã không phải là lực lượng thần linh bình thường chỉ sợ chỉ có thần vương trong truyền thuyết mới có thể có lực lượng vận chuyển vận mệnh như thế ầm ầm thiên địa hư không chấn động sương mù hỗn độn mãnh liệt quang mang giống như diệt thế chiếu sáng tứ phương sau khi thi triển ra thất phách tán hồn quang trần long trí tôn phẳng phất rơi vào trạng thái giả chết cả người không có chút khí tức sinh mệnh nào chỉ có lực lượng thất phách tán hồn quang chống lại nghịch mệnh thuật nhưng nghịch mệnh thuật lực lượng quá mức khủng bố, coi như là chân long trí tôn, ở vận mệnh sông dài trước mặt cũng chỉ là không đáng kể con kiến hôi mà thôi. Phụt! Chân long trí tôn trong nháy mắt điên cuồng phun máu tươi, thân thể dĩ nhiên giống như bị tồn tại vĩ đại nào đó xóa đi, dĩ nhiên từng tấc từng tấc biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại bảy phách tán hồn quang bao bọc lấy nguyên thần của hắn, nhưng vẫn run rẩy kịch liệt, tràn ngập nguy cơ, lăng tiêu phảng phất cũng đã đạt tới cực hạn quanh thân phun máu sắc mặt trắng bệch cả người tử khí tràn ngập trở nên tóc trắng xóa khuôn mặt nếp nhăn rủ xuống già rồi giống như là trong nháy mắt đi qua hắn cả đời cả người đều đến sinh tử biên giới vèo lăng tiêu ngay cả ở trong hư không cũng đã đứng không vững trực tiếp rơi vào trường sinh sơn trên ngồi xếp bằng ở trên một khối cự thạch khí huyết khô kiệt sinh cơ suy bại tử khí tràn ngập ngay cả nói chuyện đều ở kịch liệt thờ dốc ánh mắt đều trở nên đục ngầu mà mơ hồ lên tiêu nhi nhìn thấy bộ dáng lăng tiêu như thế long hàn yên quả thực là tâm địa đứt đoạn trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng hô to lão sơn dương đạo nhân vô lương lục kiếm nhất long ngạo thiên nguyệt thần và phượng nữ đều run rẩy ánh mắt đều đỏ lên giờ phút này lăng tiêu đã là ngọn nến trong gió phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng là lăng tiêu trả giá lớn như vậy đại giới thật đem chân long trí tôn diệt sát sao bùm nhưng vào lúc này thất phách tán hồn quang rực rỡ trói mắt tản ra một cỗ hắc ám lực vĩnh hằng, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, nguyên thần chân long chí tôn bị nghịch mệnh thuật cuối cùng quét qua, trong nháy mắt hơn phân nửa nguyên thần hóa thành hư vô. Chân long chí tôn cũng chỉ còn lại có gần một nửa nguyên thần, ở trong hư không quang mang chợt lóe, thôn vệ thiên địa tinh khí, một lần nữa lại ngưng tụ ra một bộ thân thể. Chỉ là giờ phút này chân long chí tôn, thoạt nhìn có chút hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng oán độc cùng thần sắc phẫn nộ. Thần thể vô thượng của hắn, nguyên thần cường đại mà bất hủ của hắn, dưới một kích này tất cả đều hóa thành bột mịn, nếu không phải bảy phách tán hồn quang bảo hộ, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng đã hoàn toàn chết. Lăng Tiêu, người đáng chết. Trần Long Chí Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, công kích khủng bố như vậy, chân long trí tôn dĩ nhiên đều không có chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi, mà lăng tiêu thoạt nhìn lại phẳng phất không còn một tia chiến lực. Cái này còn thế nào chiến? Chẳng lẽ chiến thần giới thật sự muốn từ nay về sau trở thành nơi viết thực của ma tộc sao? Vừa nghĩ tới kết cục này, nhất thời tất cả mọi người đều không rét mà run. Thất phách tán hồn quang. Chân long, ngươi cùng ba tuần ma thần vương rốt cuộc có quan hệ gì? Hoặc là nói, ngươi chính là ba tuần, Lăng tiêu tuy rằng đã bị thương nặng sắp chết, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm chân long trí tôn nói. Ha ha ha, cẩm sát chúng bảy phách tán hồn quang, hẳn là chết ở thế giới phong ấn, không sai, người cũng có thể coi ta là ba tuần. Trần Long Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Giết đại ma đầu này, mọi người cùng tiến lên a, hắn đã bị thôn thiên đại nhân đánh thành trọng thương, giờ phút này chính là nỏ mạnh hết đà. Vì chiến thần giới, giết đi nhưng vào lúc này lão sơn dương vô lương đạo nhân cùng chư cương liệt đám người giống giận một tiếng dẫn đầu hướng chân long trí tôn đánh tới mà đông đảo cường giả xem cuộc chiến đều chấn động cả người lập tức chiến ý quanh thần bốc lên bị lời nói của đám người lão sơn dương kích thích tâm huyết nhao nhao ngang trời đánh tới chân long trí tôn bọn họ đều có thể nhìn ra vừa rồi lăng tiêu thi triển nghịch mệnh thuật đã triệt để làm chân long trí tôn bị thương nặng bọn họ nhiều trí tôn cường giả như vậy đồng thời ra tay chẳng lẽ còn không giết được hắn sao thậm chí bắt đầu có người đang đánh chủ ý thần cách trong cơ thể chân long trí tôn chỉ cần chiếm được thần cách của hắn nói không chừng cũng có thể chứng đạo thành thần đạt được lực lượng cường đại cùng thọ nguyên bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu liều mạng ầm ầm trong thiên địa phảng phất có một mảnh mênh mông công kích nước lũ hướng về chân long trí tôn đánh tới có vô số cường đại thần thông binh khí nhao nhao ngang trời mà đến một đám kiến hôi muốn chết Chân Long Chí Tôn ánh mắt phát lạnh, lập tức buông Tha Lăng Tiêu hướng mọi người đánh tới. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, ma uy mênh mông, quyền ấn phá vỡ hư không, đột nhiên cùng cầm trong tay yêu thánh quyền trượng lão sơn dương đối oanh một quyền, đem lão sơn dương một quyền lui. Ngay cả vô lương đạo nhân cùng chư cương liệt đồng thời xuất thủ, dĩ nhiên cũng không có ngăn cản chân long trí tôn, ngược lại bị hắn đột phá phong tỏa, hướng đông đảo trí tôn giết tới. Bùm! Một đạo ma trường khổng lồ rơi xuống, ẩn chứa sát ý mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem mấy đại chí tôn đập thành một mảnh huyết vụ. Mà chân long chí tôn vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem mấy vị kia huyết nhục nguyên thần đều cắn nuốt, trong cơ thể khí tức dĩ nhiên bắt đầu tăng vọt lên. Huyết nhục và nguyên thần của nhân tộc quả nhiên là ngon nhất. Trần long chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trong nháy mắt tiếp tục hướng đông đảo nhân tộc cường giả đánh tới. Ma đầu này có thể thông qua thôn phệ nhân tộc huyết nhục nguyên thần khôi phục lực lượng, mọi người đi mau, phong hào chí tôn trở lên cường giả, theo ta chém giết ma đầu này. Chư Cương Liệt biến sắc, lập tức hô to một tiếng, giơ cửu sỉ đinh cào lên đánh tới chân Long Chí Tôn. Bùm! Chân Long Chí Tôn ánh mắt lóe lên, phẳng phất cũng có thể cảm giác được cửu sỉ đinh cào bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, cũng không có cùng Chư Cương Liệt chống đỡ, ngược lại là đột phá Chư Cương Liệt phong tỏa, tiếp tục hướng đông đảo nhân tộc cường giả đánh tới. Bùm! Trong nháy mắt lại là mấy chục tôn cường giả bị đập thành huyết vụ, sau đó bị chân Long Chí Tôn cắn nuốt cùng luyện hóa. Không tốt, chạy mau, chạy mau! đông đảo cường giả từng cái khóc cha gọi mẹ, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, thẳng đến cùng chân long trí tôn triệt để đối mặt, bọn họ mới biết được chân long trí tôn có bao nhiêu khủng bố. Mà ngay cả chân long trí tôn bị thương nặng, giết trí tôn cường giả đều giống như đồ cẩu, cái kia trước đó thời kỳ toàn thịnh, đang cùng lăng tiêu đại chiến chân long trí tôn, nên là cỡ nào khủng bố. Mọi người đã không dám nghĩ nữa, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Định. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà bình thản vang lên, nhất thời có hai mươi bốn đạo hào quang rực rỡ ngang trời mà lên phẳng phất là hai mươi bốn phiến chư thiên thế giới lượn lờ lẫn nhau ẩn chứa lực lượng mênh mông mà khủng bố trong nháy mắt liền đem chân long trí tôn bao phủ lên lúc này mọi người mới phát hiện là trường mi phát tôn ra tay chỉ thấy hai tay hắn kết ấn hai mươi bốn viên định hải châu rực rỡ trói mắt trôi nổi trên hư không tản ra lực phong ấn cường đại muốn phong ấn chân long trí tôn chư vị đồng đạo xin giúp bần tăng một tay phong ấn ma đầu này lại trong mắt trường mi Phật Tôn cũng lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng hướng mọi người hô lớn. Là trường mi Phật Tôn. Đà tạ trường mi Phật Tôn ra tay cứu giúp. Chúng ta nguyện trợ Phật Tôn cùng nhau phong ấn ma này. Tất cả mọi người mừng rỡ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. 24 viên định Hải Châu chính là trí bảo vô thượng của đại lôi âm tự, trong truyền thuyết ẩn chứa uy năng vô cùng mênh mông, có thể phong ấn thần ma, vô cùng cường đại mọi người nhao nhào đem thần lực trong cơ thể rót vào trên 24 viên định hải châu, dưới sự ra tay của trường mi Phật Tôn, bắt đầu chấn áp chân long trí tôn trong đó. Ẩm Ẩm, 24 viên định hải châu cũng bắt đầu run dày kịch liệt, dường như đang bị thương nặng, chân long trí tôn trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong mà ra. Mà giờ phút này, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới lăng tiêu, trong cơ thể lại có hai loại thần bí lực lượng đang nhảy lên. Trong trái tim lăng tiêu, Bảy màu huyết châu lực lượng phảng phất ở trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp dung nhập vào trong trái tim Lăng Tiêu, để trái tim của hắn biến thành bảy màu sắc, lưu quang giật thải, tản ra một loại cổ xưa mà thần bí lực lượng ba động. Bùm, 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 trái tim bảy màu rung động kịch liệt, mỗi một lần rung động đều phảng phất có một cỗ lực lượng hướng thân thể Lăng Tiêu đã sớm khô cạn vọt tới, mà một loại khác chính là lực lượng thiên đạo lôi kiếp trà. Ở bên bờ sinh tử này, lực lượng thiên đạo lôi kiếp trà phẳng phất cũng bị ý cảnh sinh tử dẫn động, lực lượng cuối cùng ầm ầm lập tức bộc phát ra, ở trong cơ thể lăng tiêu đã xảy ra đại biến hóa kinh thiên động địa. Đám kiến hôi các người lại muốn vây khốn ta. Chờ ta thoát khốn, tất cả các ngươi đều phải chết. Một đạo thanh âm lạnh lẽo mà đằng đằng sát khí nổ vang trong hư không, ẩn chứa ba động hắc ám cùng tà ác. Ẩm ẩm. Thiên địa rung động kịch liệt, trên hư không, 24 viên định hải châu hiện hóa 24 chư thiên, phảng phất là một mảnh thần trận mênh mông, đem chân long trí tôn phong ấn ở trong đó. Lấy lông mày dài trí tôn cầm đầu, lão sơn dương, vô lương đạo nhân, chư cương liệt cùng với đông đảo cường giả tất cả đều ra tay, đem trong cơ thể thần lực đều rót vào 24 khỏa định hải châu bên trong, muốn triệt để đem chân long trí tôn phong ấn lại. Nhưng giờ phút này, 24 viên định hải châu lại đang run rẩy kịch liệt, phù văn rực rỡ nổ tung, hơn nữa truyền ra từng trận tiếng ầm ầm, giống như chân long trí tôn đang liều mạng công kích định hải châu mỗi một viên định hải châu đều là vô khuyết thần khí, 24 viên định hải châu cùng một chỗ, lẫn nhau thần lực đan xen, ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng. Nhưng giờ phút này, định hải châu đang rung động kịch liệt, đến cuối cùng lại truyền đến một tiếng giòn vang. Răng rắc, trên một viên định hải châu xuất hiện một vết nứt. Bùm, một đạo ma trưởng thật lớn đột nhiên đem một viên định hải châu kia đập thành bột mịn, bốn phía thiên địa chấn động, ma khí màu đen phun ra. Trần Long Chí Tôn trong nháy mắt từ trong 24 chư thiên phá phong mà ra, Bản mát ra ma uy ngập trời. Đám kiến hôi các ngươi cũng dám vây khốn ta. Đáng chết. Trần lòng trí tôn con ngươi đột nhiên mở ra, trong đó thậm chí có từng đạo ngọn lửa màu đen bốc lên, trong nháy mắt liền đem trên trăm tôn cường giả bao phủ lên, bắt đầu đốt cháy. Trong miệng những cường giả kia phát ra thanh âm vô cùng thê thảm, bị ngọn lửa màu đen cuốn lại, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh huyết vụ, huyết nhục nguyên thần đều cuồn cuộn hướng chân long trí tôn vọt tới, bị hắn cắn muốt ngăn hắn lại trong ánh mắt trường Mi Phật Tôn cũng lộ ra một tia lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị chân long trí tôn giết sạch. Vèo, hai đạo lông mày dài của trường mi Phật Tôn xuyên thấu hư không mà đến, giống như hai đạo thiên hà mênh mông, ẩn chứa thần lực ba động bàng bạc, hướng chân long trí tôn cuốn tới. Lão lừa chọc, người muốn chết. Chân long trí tôn trong ánh mắt sát cơ chợt lóe, vừa rồi chính là lông mày dài Phật Tôn lấy 24 quả định hải châu vây khốn hắn, nếu không hắn đã sớm đem những người này giết sạch hơn nữa huyết nhục nguyên thần của nhân tộc đối với hắn mà nói quả thực chính là đại bổ tuy rằng lúc trước bị nghịch mệnh thuật trọng thương nhưng nếu đem tất cả mọi người nơi đây chém giết nuốt chửng không chừng có thể làm cho thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa răng rắc trần long trí tô một đạo trưởng đao bổ xuống sáng chói đao mang tung hoành hư không phảng phất muốn đem trường mi phật tôn chém thành hai nửa bùm hai mươi ba viên định hải châu còn lại trong nháy mắt chắn ở trước mặt trường mi phật tôn cùng đao mang chém xuống va chạm bộc phát ra thần quang ba động rực rỡ. Trường mi phát tôn thì như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ngược trở về, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật vô cùng. Giết! Chư cương liệt, lão sơn dương, vô lương đạo nhân đám người trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý lạnh như băng, nhào nhào hướng chân long trí tôn vây giết mà đến. Mười mấy vị phong hào trí tôn đồng thời xuất thủ, hơn nữa cầm trong tay thần khí cường đại, muốn đem chân long trí tôn triệt để chấn áp, nhưng chân long trí tôn chiến lực quá mức khủng bố, coi như là bị nghịch mệnh thuật trọng thương, nhưng giờ phút này cũng giống như hổ vào bầy cừu, ẩn chứa vô địch chi uy, cơ hồ không ai có thể ở dưới tay hắn đi qua một cái hội hợp, nhào nhào bị hắn một kích đánh bại. Coi như là trừ cương liệt chiến lực cũng rất mạnh, nhưng giờ phút này ở chân long trí tôn thủ hạ cũng là liên tiếp bại lui. Bùm! Lại là mười mấy cường giả bị chân long trí tôn đập thành huyết vụ, đem huyết nhục nguyên thần của bọn họ toàn bộ cắn nuốt xuống, đám người chư cương liệt tuy rằng kiệt lực chiến đấu hăng hái nhưng giờ phút này cũng đều rơi vào hạ phong căn bản không có cách nào ngăn cản chân long trí tôn ngược lại bị chân long trí tôn giết không ít cường giả để cho khí tức của hắn trở nên càng ngày càng mạnh ẩm ẩm nhưng vào lúc này một mảnh mênh mông mà sáng chói lôi đỉnh từ trên chín tầng trời giáng lâm lăng tiêu vốn thoạt nhìn đã gần như dầu cạn đèn tắt giờ phút này cả người lại bắt đầu phun mỏng tinh khí tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh mênh mông mà cường đại da chết trên người hắn rút đi, da thịt trong suốt giống như ngọc thạch một lần nữa sinh thành, cả người đều tản ra một cỗ dao động cường đại. Từng đạo lôi đình đánh vào trên người của hắn, thế nhưng phát ra ánh sáng rực rỡ, thân thể lăng tiêu bắt đầu thôn phệ những lực lượng lôi đình kia, để cho thân thể của hắn càng phát ra khủng bố. Ông! Hai mắt lăng tiêu đột nhiên mở ra. Hai đạo kim quang động rực rỡ xuyên qua bầu trời, ẩn chứa một cỗ thần bí, cổ xưa mênh mông mà bàng bạc lực lượng ba động, cả người hắn đều tản ra cường đại thần tính lực lượng, khí tức trên người lăng tiêu càng ngày càng mạnh, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn vượt qua nhân đạo đỉnh phong, đạt tới thần linh chi cảnh trong truyền thuyết. Cái gì? Trần Long Chí tôn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ tới lăng tiêu bị cắn trả kinh khủng như vậy, chẳng những không có chết, lại còn phá rồi lập, tu vi bắt đầu tăng vọt lên, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Trần Long Chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nếu là lăng tiêu thật sự đột phá, chỉ sợ hắn gần đây liền thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bùm sát khí quanh thân chân long trí tôn bốc lên ngang trời đánh tới lăng tiêu chủ nhân đây là muốn thân thể thành thần ha 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 đừng để hắn quấy dày chủ nhân đột phá ngăn cản hắn chư cương liệt cả người chấn động trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin lập tức liền ha ha bỏ đi đột nhiên hướng về chân long trí tôn mà đến cút ngay cho ta ma khí quanh thân chân long trí tôn bốc lên, một quyền đánh về phía chư cương liệt, quyền ấn mênh mông mà khủng bố, giống như muốn vỡ tan bốn phương thiên địa. Bùm! Chư cương liệt cùng chân long trí tôn đánh một cái, trong nháy mắt đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Âm âm! Ngay cả lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân cùng trường mi Phật tôn đám người muốn ngăn cản chân long trí tôn, vậy mà cũng đều bị chân long trí tôn một chiêu đánh bay ra ngoài. Chân Long Chí Tôn cũng là triệt để bắt đầu liều mạng. Nếu là không thể ngăn cản Lăng Tiêu đột phá, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang rực rỡ ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả Chân Long Chí Tôn cũng không kịp phản ứng. Trên đầu đã bị trọng kích một lần, lập tức trước mắt biến thành màu đen, toàn thân lảo đảo, phảng phất liền muốn ngã xuống. hỗn đản. Chân Long Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng phẫn nộ thần sắc, phát hiện dĩ nhiên là Bạch Long Mã Móng Ngựa đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng chấn động tốc độ của bạch long mã lại khủng bố như vậy nhanh đến mức ngay cả nguyên thần của hắn cũng không kịp phản ứng lão ma đầu cho người nếm thử thiên mã lưu tinh quyền của Zagata. ta chết cho ta bạch long mã chừng to mắt vô cùng kiêu căng nhìn chân long trí tôn một cái sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ mà trói mắt móng ngựa lại một lần nữa hướng chân long trí tôn đá tới bùng chân long trí tôn lại bị bạch long mã đạp trúng, lần này là cái mũi đau chân long trí tôn nước mắt đều sắp chảy ra phảng phất như là bị một tòa thái cổ thần sơn vỗ ở trên mặt cả người đều tại mơ hồ bạch long mã lực lượng cũng không tính là quá mạnh mẽ nhưng hết lần này tới lần khác đánh cho người cả người đau nhức kịch liệt phảng phất đau đớn cảm giác bị phóng đại gấp mười 10, gấp trăm lần con ngựa chết tiệt đợi lát nữa ta nhất định phải đem ngươi đại tháo tám khối Trần Long Chí Tôn hùng tận thầm nghĩ, dứt khoát không đi để ý tới Bạch Long Mã công kích, mà là thoát khỏi mọi người vây công về sau, trực tiếp hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm, trên bầu trời, biển sấm bốc lên, hào quang mênh mông mà rực rỡ, từng đạo pháp tắc đan xen, tựa như trật tự thần liên xuyên thấu hư không, đem Lăng Tiêu phía dưới khóa chặt lại. Lăng Tiêu quanh thân phun bạc hà quang, thân thể tản ra mênh mông vô cùng thần tính ba động, phảng phất đang hướng tới nào đó cực hạn lực lượng bắt đầu lột xác. Nguyên bản, lăng tiêu là không có nhanh như vậy liền muốn đạt tới thân thể thành thần cực hạn, cái này cần thời gian tích lũy cùng mài, cần đem thân thể mài đến cực hạn cùng hoàn mỹ chi cảnh mới có thể bước ra một bước cuối cùng. Nhưng là, hắn lúc trước thi triển tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật, hai đại cấm kỵ lực phản phệ để cho hắn đạt tới tử vong biên giới, dầu cạn đèn tắt. Tại thời điểm cuối cùng, trong cơ thể hắn thần long huyết mạch cùng thiên đạo lôi kiếp trả lực lượng hoàn toàn bộc phát, bị thân thể của hắn thôn phệ, bởi vì cái gọi là phá rồi sau đó lập, để cho thân thể lăng tiêu tại sinh tử biên giới, nhất cử đạt tới vô thượng chi cảnh. Bùm! Thân thể lăng tiêu tản ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, thần tính quang mang lóe ra, lưu động lôi đình rực rỡ, hơn nữa cùng lôi kiếp trên chín tầng trời hình thành cộng minh thần bí. Thân thể thành thần, nhất là trong nhân giới hiện tại, quả thực chính là nghịch thiên mà làm nhưng lăng tiêu dùng thiên đạo lôi kiếp trà lai lịch cực kỳ kinh người phảng phất ẩn chứa thiên đạo lôi kiếp bổn nguyên chi bí để lăng tiêu giờ phút này phảng phất hóa thân thành thiên đạo lôi kiếp một bộ phận cho nên trên chín tầng trời lôi kiếp nổ vang nhưng thủy chung khó có thể hàng lâm xuống mà giờ phút này ma khí quanh thân chân lòng trí tôn bốc lên thi triển ma thần chi mâu trong ánh mắt lóe ra ánh sáng giết chóc lạnh như băng ngang trời đánh tới lăng tiêu muốn chết lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng mà sắc bén quang mang quanh thân trong nháy mắt phun ra sáng chói hào quang, sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Răng rắc, giống như là hàng tỷ đạo lôi đình đồng thời hạ xuống, lăng tiêu một quyền này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa nghiền ép hết thảy lực lượng, đột nhiên phá vỡ mênh mông ma khí, oanh ở chân long trí tôn trên người. Cái gì? Chân long trí tôn biến sắc, giờ phút này lăng tiêu thực lực dĩ nhiên so với trước còn muốn khủng bố, đã gần như với thần linh chi cảnh, để cho tâm của hắn cũng là chậm rãi trầm xuống. Bùm, trần long trí tôn trực tiếp bị lăng tiêu một quyền đánh bay ra ngoài ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái động máu để cho thân thể của hắn kịch liệt rung động phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra cùng lúc đó lăng tiêu mắt nhìn trời cao quanh thân tản ra một cỗ đẩy ngang vô địch khí thế đột nhiên thét dài một tiếng ầm ầm thần quang quanh thân hắn rực rỡ lôi đình mênh mông vô cùng thế nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh lốc xoáy thôn phệ mênh mông theo hắn há to từng cái lôi kiếp đầy trời dĩ nhiên hướng hắn chen trúc mà đến từng đạo lôi đình, giống như lôi long, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo hủy diệt chi lực, vậy mà cứ như vậy bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng. Cảnh tượng này làm mọi người sợ ngây người. Đó là thần kiếp trong truyền thuyết sao? Ta không có nhìn lầm chứ? Lăng Tiêu dĩ nhiên một ngụm liền đem thần kiếp đầy trời cắn nuốt xuống. Thật điên cuồng, tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin giờ khắc này lăng tiêu chân đạp lôi long rực rỡ bốn phía lôi đình kích động kim hà lượn lờ từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không mà hắn tóc đen tung bay ánh mắt sáng chói khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết một thân bạch y thắng tuyết bắn ra cực hạn thần quang cả người đều tản ra một cỗ vô địch ở trên trời dưới đất khí thế giờ khắc này lăng tiêu phảng phất là thiên đế lâm trần quan sát chúng sinh để cho mọi người dĩ nhiên đều sinh ra muốn quỳ xuống chiều bái cảm giác bùm Lôi kiếp đầy trời bị Lăng Tiêu nuốt vào, mà cả người hắn cũng giống như là đánh vỡ bình cảnh nào đó, trong nháy mắt thân thể tản ra hào quang bất hủ, hư không bốn phía đồng thời vỡ nát ra, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, thiên địa bốn phương đồng loạt chấn động. Ở phía sau hắn, có tiếng rồng ngâm phượng minh, có tiếng hổ gầm quy bàn, tứ linh thần thú phẳng phất từ trong khai thiên tích địa mà đến, hội tụ ở bên cạnh hắn triều bái, hơn nữa có vạn linh ngâm sướng, phạm âm thần bí của thượng cổ tiên dân, đều làm cho Lăng Tiêu vào giờ khắc này trở nên cổ xưa mà thần bí cơ thể của hắn sinh quang, tản ra một cỗ bất hủ dao động, làm cho người ta liếc mắt một cái đều cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, phảng phất muốn nhịn không được nổ tung lên. Cho dù là ở thần giới hoặc là ma giới, cũng chỉ có thiên tài cao cấp nhất mới có thể làm được, không nghĩ tới hắn lại thật sự làm được. Chư Cương Liệt cũng run rẩy cả người, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kích động. Chuyện xấu, ta thiên mã lưu tinh quyền chỉ sợ cũng không thương tổn được cái này sát tinh rồi, chẳng lẽ ta còn thật muốn cả đời cho hắn làm tọa kỵ sao? Bạch Long Mã cũng mở to hai mắt, có chút phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái, nhất thời cảm giác được tiền đồ một mảnh u ám. Những người khác tuy rằng không biết cái gì là thân thể thành thần, nhưng cũng đều hiểu rõ một điểm, Lăng Tiêu đã đánh vỡ nhân đạo đỉnh phong, thành tựu vô thượng thần linh chi cảnh. Đây quả thực là thành tựu có một không hai, chói mắt chói mắt. Xa xa, trong ánh mắt triệu nhật thiên cũng lộ ra một tia chấn động. Nhị đại gia, ngươi không phải nói thần giới cửa lớn đóng lại, muốn thành thần rất khó sao, nhị đại gia cũng là sợ hãi than một tiếng nói không sai thần giới đại môn đóng lại muốn thành thần rất khó hơn nữa lăng tiêu càng là đi một con đường gian nan nhất thân thể thành thần trong cơ thể hắn có một loại lực lượng ngay cả ta cũng nhìn không thấu a à, nhật thiên ngươi cũng muốn tăng nhanh tốc độ ta cảm giác được thần giới đại môn hẳn là cũng sắp mở ra thần giới đại môn mở ra chẳng lẽ là tồn tại nào đó sắp giáng lâm sao cả người triệu nhật thiên chấn động trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin Điều này thật làm cho người ta khó có thể tin, bất quá hắn hẳn không phải là ba tuần bản thể, nếu là ba tuần bản thể chân chính thức tỉnh, đối với chư thiên vạn giới mà nói, mới là chân chính tai nạn. Trong thanh âm của nhị đại gia mang theo một tia ngưng trọng hiếm thấy. Chúng ta đi thôi, nhị đại gia. Lần này không thành thần, ta tuyệt không xuất quan. Lăng tiêu đã thành thần, chân lòng trí tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chờ ta xuất quan về sau, ta nhất định phải cùng lăng tiêu đường đường chính chính chiến một trận trong ánh mắt triệu nhật thiên lộ ra một tia chiến ý cường đại thật sâu nhìn lăng tiêu xa xa một cái xoay người rời đi lăng tiêu ngươi quả nhiên là ngoài dự liệu của ta thật không ngờ dầu cạn đèn tắt ngươi vậy mà cũng có thể phá rồi sau đó lập bước vào thân thể thành thần chi cảnh ta hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng chờ lần sau gặp mặt chính là tử kỳ của ngươi chân lòng trí tôn gắt gao nhìn lăng tiêu một cái ánh mắt âm trầm vô cùng lập tức ma quang quanh thân chợt lóe sẽ biến mất trong hư không hắn biết, Lăng Tiêu còn không có đột phá thời điểm, liền có thể cùng hắn liều thành lưỡng bại câu thương, bây giờ Lăng Tiêu đã thân thể thành thần, hắn tiếp tục ở lại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn thập phần quả quyết muốn rời đi, không có chút do dự. Lão ma đầu, đại ca ta còn chưa nói chuyện, ngươi vậy mà đã muốn đi. Hay là cho ta lưu lại đi, xem ra ra ta thiên mã lưu tinh quyền. Còn ngươi bạch long mã vừa chuyển, lập tức giống to một tiếng, lưu quang quanh thân chật lóe, liền vọt tới chân long trí tôn. Chân Long Chí Tôn tuy rằng có thể dịch chuyển hư không, tốc độ cực nhanh, nhưng làm sao có thể so được với tốc độ cực nhanh của Bạch Long Mã? Bùm! Móng ngựa của Bạch Long Mã ngang trời điện xuống, giống như thái cổ thần sơn rơi xuống chín tầng trời, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, hung hăng đập vào đầu Chân Long Chí Tôn. Bùm! Chân Long Chí Tôn cũng đã dịch chuyển qua trong hư không, Nghe được thanh âm của Bạch Long Mã hắn cũng cảm giác được không ổn, nhưng tốc độ của Bạch Long Mã quá nhanh, cơ hồ là vừa dứt lời liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, ở trên đầu của hắn hung hăng tới một cái. Bạch Long Mã tự mình đặt tên Thiên Mã Lưu Tinh Quyền ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, nếu là ma thần bình thường, nói không chừng lần này đã bị đập chết. Nhưng coi như là chân long trí tôn thực lực cường hãn, cũng là cảm giác được trước mắt tối sầm, giống như là một vạn đầu thần thú ở trên đầu của hắn bôn đằng mà qua, để cho hắn hận không thể đối bạch long mã chửi ẩm lên, chư cương liệt cũng có chút im lặng bạch long mã tây này cũng không phải cái gì đồ chơi tốt trước còn cao ngạo như vậy đối với lăng tiêu tràn ngập địch ý nếu không phải hàng long chú hạn chế cũng không muốn làm lăng tiêu tọa kỵ kết quả lăng tiêu thân thể thành thần về sau người này thái độ rất là chuyển biến dĩ nhiên bắt đầu dâng lên ân cần còn tự lai quen gọi lăng tiêu đại ca thật sự là thối không biết xấu hổ xem ra lăng tiêu thân thể thành thần bạch long mã xúc động cũng là rất lớn dĩ nhiên để cho hắn bắt đầu buông xuống dáng người long mã nói không sai Trần Long Chí Tôn, ngươi vẫn là lưu lại cho ta đi. Thanh âm đạm mạc của Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên trong hư không. Bùm, một đạo quyền ấn khủng bố vô cùng ngang không mà đến, ẩn chứa thần quang mãnh liệt, hướng tới Trần Long Chí Tôn rất không chấn áp mà đến. Một quyền này tung hoành vô cùng, phảng phất ẩn chứa mênh mông thiên địa đại thế, để Trần Long Chí Tôn căn bản không có chút nào đường sống để tránh né. Hơn nữa, trên quyền mang của Lăng Tiêu còn tản ra một cỗ hào quang bất hủ, Phẳng phất là vạn pháp bất xâm, ma khí trên người chân long trí tôn, bao gồm ma thần chi mâu của hắn, dĩ nhiên cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với lăng tiêu. Phụt, quyền ấn khủng bố rơi vào trên người chân long trí tôn, chỉ thấy thân thể chân long trí tôn lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh bụi bay, bị phá hủy hoàn toàn sinh cơ. Đây cũng là quyền đầu tiên lăng tiêu sau khi thân thể thành thần bộc phát ra. Dưới một quyền, chân long trí tôn chết. Nhưng là lăng tiêu trong ánh mắt lại lộ ra một tia kỳ dị chi sắc hắn có thể cảm giác được chân long trí tôn trong cơ thể, dĩ nhiên chỉ có một đạo hết sức yếu ớt nguyên thần, thậm chí ngay cả thần cách đều mặc danh kỳ diệu biến mất. Ông, một đạo hào quang rực rỡ tràn ngập, hư ảnh chân long trí tôn xuất hiện trước mặt lăng tiêu. Lăng tiêu có thể nhìn ra, đây là chân long trí tôn cuối cùng còn sót lại nguyên thần ấn ký, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thân thể thành thần lực lượng, quả nhiên cường đại. Nhưng là, người vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu cường đại. Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi hẳn là một đạo phân thân của ba tuần ma thần vương đi. Lăng tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Người giết ta này một đạo vạn hóa ma thân, làm cho bản thể của ta bị hao tổn, không thể đúng hạn trở về. Làm hồi báo, chờ bản vương trở về ngày, ta sẽ cho ngươi trở thành bản tôn vạn hóa ma thân, giúp bản vương thống trị một phương thế giới này. Trần Long Chí Tôn Đạm Mạc nói, trong ánh mắt có một tia phong mang kỳ dị. Lăng tiêu tuy rằng không biết vạn hóa mà thân là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng có thể là khôi lỗi, phân thân một loại gì đó, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, ba tuần ma thần vương thì thế nào? Thật sự là người vô tri không sợ à? Lăng tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Long trí tôn đạm mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, thật sâu nhìn lăng tiêu một cái, nhất thời hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ, hoàn toàn biến mất. Trần Long trí tôn, hoàn toàn ngã xuống, Tuy rằng đại cừu được báo, nhưng Lăng Tiêu trong lòng cũng không có một tia khoái cảm, chỉ sợ vạn năm trước chân Long Chí Tôn cũng đã thành ba tuần ma thần vương vạn hóa ma thân, cho nên mới có thể trở nên phát rồi như thế. Mà lúc này Lăng Tiêu mới phát hiện, chân Long Chí Tôn mặc dù có vượt xa thần linh chiến lực, nhưng căn bản không có thần linh cảnh giới. Vạn hóa ma thân quả nhiên khủng bố. Cũng không biết, ba tuần ma thần vương kia đến tột cùng có bao nhiêu vạn hóa ma thân, Lăng tiêu bỗng nhiên nghĩ tới vị thần vương thần bí trong tinh không liên minh kia, chẳng lẽ hắn cũng là vạn hóa ma thân của ba tuần ma thần vương sao? Ba động của đại chiến trong hư không khôi phục bình tĩnh, hư không vỡ nát cũng khôi phục. Vạn dặm không mây, một bích như tẩy, nắng gắt rơi xuống hào quang màu vàng, đem lăng tiêu chứa dọi kim quang rực rỡ, giống như một tôn chiến thần bất bại. Tất cả mọi người đều là ánh mắt sùng bái nhìn lăng tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ sống sót sau tai nạn chân long trí tôn rốt cục vẫn chết ở trong tay lăng tiêu cái này đại biểu chiến thần giới rốt cục an toàn bọn họ cũng không có nghe được cuối cùng lăng tiêu cùng chân long trí tôn ở giữa đối thoại nhưng có lăng tiêu này một vị đương thời thần linh tại liền để cho bọn họ cảm giác được vô cùng tin tưởng hơn nữa còn có người cảm giác được chỉ sợ từ nay về sau trường sinh môn thật sự sẽ thay thế chiến thần điện trở thành chiến thần giới đệ nhất thánh địa lăng tiêu cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân bái kiến thôn thiên chiến thần bái kiến thôn thiên chiến thần. Từng đạo thanh âm như lôi đình nổ vang trong hư không, vô số cường giả thánh địa bốn phía nhau nhau không người hành lễ với lăng tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Giờ phút này, thánh địa cường giả tụ tập trung quanh trường sinh sơn đâu chỉ hơn vạn người. Những thứ này cơ hồ đều là tu vi hoàng giả cảnh trở lên, đại biểu cho lực lượng cường đại nhất của chiến thần giới, lăng tiêu chém chân lòng trí tôn tương đương với cứu vớt toàn bộ chiến thần giới lại trở thành đương thời đệ nhất cường giả tự nhiên để cho bọn hắn phát ra từ nội tâm kính phục thôn thiên trí tôn danh hiệu này đã không phù hợp cho nên bọn họ chăm miệng một lời hô lăng tiêu vì thôn thiên chiến thần toàn bộ chiến thần giới cường giả đều chiều bái lăng tiêu một người giống như hàng tỷ sinh linh tại triều bái thiên đế đồng dạng giờ khắc này lăng tiêu hết sức tôn vinh thiên hạ cộng tôn ngay cả đám người long ngạo thiên lục kiếm nhất cũng đều có vinh quang trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kích động và hưng phấn. đây chính là thôn thiên chiến thần lăng tiêu, chiến thần điện đông đảo cường giả sớm đã bị mọi người chém tận giết tuyệt, vô luận là cường đại thần tướng hay là hắc giáp quân, tất cả đều bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có hoa thiên tông bị chư cương liệt giam cầm trở thành tù nhân. hoa thiên tông trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng vẻ hoàng sợ, ngay cả trong lòng hắn vô địch sư tôn chân long trí tôn đều chết trận, kế tiếp hắn kết cục là cái gì có thể tưởng tượng được? mời các vị đứng lên. Lăng Tiêu chân đạp hư không, đưa tay nâng hư không, lập tức một cỗ thần lực minh mông bộc phát ra, thổi quét tứ phương, tất cả mọi người là không tự giác đứng lên, coi như là phong hào chí tôn cũng không ngoại lệ. Loại thần thông cường đại này làm cho tất cả mọi người không khỏi dùng mình, đồng thời nhìn Lăng Tiêu, nghe hắn nói chuyện. Trần Long Chí Tôn mặc dù chết, nhưng ta lại từ trên người của hắn biết được, vực ngoại tà ma chỉ sợ tùy thời đều có thể lại một lần nữa giáng lâm. Lời nói của Lăng Tiêu tựa như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người là cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin, lập tức liền nổ tung. Cái gì? Vực ngoại thiên ma lại muốn hàng lâm. Đại kiếp nạn mở ra, thổi quách chư thiên vạn giới, sinh linh như cỏ rác, chỉ sợ lại phải chết rất nhiều người. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thôn thiên chiến thần, thôn thiên chiến thần bách chiến bách thắng, hắn nhất định có thể dẫn dắt chúng ta chiến thắng vực ngoại tà ma mọi người nghị luận sôi nổi, ai nấy đều hoảng loạn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bần tăng lông mày dài, bái kiến thôn thiên đại nhân. Thôn thiên đại nhân có biết tà ma ngoại vực khi nào hàng lâm, từ nơi nào mà đến. Trường mi phát tôn chắp tay trước ngực, hướng lăng tiêu thi lễ thật sâu nói. Ngươi là bồ đề bên người cái kia tiểu hỏa thượng. Không nghĩ tới vạn năm thời gian, ngươi đã thành đại lôi âm tự trụ trì. Lăng tiêu nhìn trường mi Phật tôn một cái, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, có chút cảm khái nói, lông mày dài phật tôn tuy rằng thoạt nhìn thập phần già nua thế nhưng giữa mặt mày lăng tiêu mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân ảnh tiểu hòa thượng năm đó một vạn năm trước bồ đề trí tôn là trụ trì đại lôi âm tự cũng là sư phụ của trường mi phật tôn lăng tiêu từng cùng bồ đề trí tôn luận đạo gặp qua trường mi vài lần vạn năm thời gian trôi qua bồ đề trí tôn đã tọa hóa mà trường mi phật tôn cũng đã rũ súng già rồi a di đà phật thôn thiên đại nhân còn nhớ bần tăng bần tăng đã già đi mà Thông thiên đại nhân vẫn phong thái như cũ tất cả mọi người chấn động trường mi phật tôn đức cao vọng trọng trong chiến thần giới có thể xưng là thái sơn bắc đẩu rất nhiều thánh địa chi chủ đều là vãn bối của trường mi phật tôn mà trường mi phật tôn lại chấp lễ vãn bối với lăng tiêu bọn họ mới chính thức hiểu được thiên hạ đệ nhất nhân vạn năm trước là địa vị bực nào một trăm vạn năm trước vực ngoại tà ma hàng lâm xích long chiến thần xuất lĩnh chư thiên vạn giới cường giả chống lại vực ngoại tà ma nhắc lên một hồi thần ma đại chiến mà kết quả của trận chiến đó tự nhiên là chúng ta thắng nhưng cũng là thắng thảm. Xích Long chiến thần chết trận, trước khi chết lấy vô thượng thần thông đem rất nhiều ma thần phong ấn tại bổn nguyên chi hải bên trong. Lăng Tiêu nhìn Trường Mi Phật tôn cùng mọi người, nói ra một đoạn bí mật không muốn người khác biết. Mọi người nghe được nguyên lai vực ngoại tà ma đều bị chấn áp ở bổn nguyên hải, trong ánh mắt một đám tràn đầy thân sắc vô cùng chấn động. Mà để cho bọn họ biết được rất nhiều ma thần vạn năm trước cũng đã thoát khốn mà ra, mà vạn năm này chính là trường sinh trí tôn vẫn tọa chấn bổn nguyên chi hải chém giết hàng tỷ ma tộc bảo hộ chiến thần giới trong lòng đều là sinh ra nồng đậm kính ý cùng cảm kích tình trong tà ma ngoại vực cường đại nhất chính là ba tuần ma thần vương mà chân long trí tôn đã bị ba tuần ma thần vương khống chế chân long trí tôn tuy rằng đã chết nhưng chỉ sợ không bao lâu nữa ba tuần ma thần vương thức tỉnh sẽ xuất lĩnh ma tộc công kích chiến thần giới ta về phần bọn họ hiện tại trốn ở nơi nào ta cũng không biết được lăng tiêu lắc đầu khẽ thở dài một tiếng nói thôn thiên đại nhân như vậy xem ra còn có năm khối thiên đạo hỗn độn bia ngay tại ba tuần ma thần vương trong tay nếu là có thể tập hợp tề thiên đạo hỗn độn bia mở ra thần giới đại môn đến lúc đó chiêu cáo lên trời nếu là có thần linh giáng lâm tự nhiên có thể ngăn cản trận đại kết nạn này trường mi phất tôn nhìn lăng tiêu nói chân lòng trí tôn đã bị ba tuần ma thần vương khống chế thiên đạo hỗn độn bia tự nhiên không bị hắn mang theo trên người mà chín khối thiên đạo hỗn độn bia căn cứ theo lời đế quân thiên đạo hỗn độn bia chính là trí bảo do một vị thánh nhân cường đại luyện chế chỉ sợ năm khối khác đã rơi vào trong tay ba tuần ma thần vương về thiên đạo hỗn độn bia ta sẽ thử một lần có thể tìm được hay không bất quá thời gian kế tiếp ta hy vọng đông đảo võ đạo thánh địa đều có thể hòa bình ở chung không cần lại hao tổn nội bộ cố gắng tu luyện hôm nay đã đến ta chiến thần giới sinh tử tồn vong thời điểm ta hy vọng tất cả mọi người có thể hiệp lực đồng tâm cùng kháng ma tộc lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đông đảo cường giả một cái nói chúng ta cần tuân theo pháp chỉ thôn thiên chiến thần đông đảo cường giả thánh địa đều không người thi lễ nói hôm nay quả thật giống như lăng tiêu nói đã đến chiến thần giới sinh tử tồn vong thời điểm nếu là lại tiếp tục nội đấu đi xuống không thể nghi ngờ là muốn chết hơn nữa lăng tiêu chứng đạo thành thần để rất nhiều thánh địa chí tôn cường giả đều là phẳng phất thấy được hy vọng từng cái đều chuẩn bị sau khi trở về cố gắng bế quan tu luyện tranh thủ đột phá đến thần linh chi cảnh đại chiến giữa Lăng Tiêu và Chân Long Chí Tôn khiến đông đảo cường giả đều bị kích thích. Trước kia nói, dưới Chí Tôn đều là con kiến hôi, mà bây giờ cũng có thể nói dưới thần linh đều là con kiến hôi. Không thể chứng đạo thành thần, trung quy chỉ là một nắm bụi đất. Mang theo tâm sự nặng nề, tất cả mọi người cáo từ rời đi. Mà từ nay về sau, thôn thiên trí tôn danh hào cũng sẽ triệt để danh chân tứ phương, xuyên khắp thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng chủ nhân ba tuần ma thần vương tu luyện vạn hóa ma kinh có thể cô động vạn hóa ma thân tương tự như phân thân ta nghĩ chân long trí tôn chỉ sợ chính là bị hắn luyện thành vạn hóa ma thân mới có thể có lực lượng khủng bố như thế cũng không biết ba tuần rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu vạn hóa ma thân nếu là những vạn hóa ma thân kia toàn bộ trở về dung nhập bản thể chỉ sợ thực lực của hắn cho dù là không cách nào toàn bộ khôi phục cũng sẽ thực lực tăng nhiều chủ nhân nhất định phải cẩn thận chư cương liệt có chút ngưng trọng nhìn lăng tiêu nói vạn hóa ma kinh sao. Trong ánh mắt lăng tiêu cũng lộ ra một tia ngưng trọng, ba tuần chính là cường giả tuyệt thế cấp bậc thần vương, cho dù không thể khôi phục toàn bộ tu vi, chỉ sợ cũng không phải lăng tiêu có khả năng đối phó. Chỉ riêng thân thể thành thần, chỉ sợ còn không nhất định có thể đối phó ba tuần. Chẳng lẽ thật sự muốn giống như lời trường Mi Phật Tôn nói, mở ra thần giới đại môn, mời cường giả thần giới hàng lâm chu sát ba tuần sao? Chư cương liệt, ba tuần có thể khôi phục thực lực như thế nào? Lăng tiêu nhìn chư cương liệt hỏi chư cương liệt nghĩ nghĩ nói nếu là thần giới đại môn không có đóng lại coi như là ba tuần có thể khôi phục toàn bộ tu vi cũng không ngoại lệ nhưng hiện tại thần giới đại môn đóng lại chịu hạn chế của giới phát tắc này ba tuần coi như là cảnh giới mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra chân thần cảnh lực lượng lực lượng chân thần cảnh sao trong ánh mắt lăng tiêu tình mang chợt lóe chư cương liệt cũng là cảnh giới chân thần cảnh nhưng thực lực của hắn bây giờ trong không còn một nếu thật sự có lực lượng chân thần cảnh lăng tiêu hiện tại chỉ sợ cũng căn bản không phải là đối thủ chủ nhân tuy rằng thân thể thành thần, chống lại thần linh cảnh đỉnh phong cường giả đã là miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là chân thần cảnh cường giả. Trừ phi chủ nhân có thể pháp tắc thành thần, lấy xong thần cảnh giới, hơn nữa vô tự thiên thư, có lẽ có thể một trận chiến. Chư cương liệt chậm rãi nói, pháp tắc thành thần sao? Khó khăn biết bao. Lăng tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, hắn hôm nay tuy rằng Tu Vi đã đạt tới phong hào trí tôn chi cảnh, thoạt nhìn khoảng cách thần linh chỉ có một bước xa, nhưng thần giới đại môn đóng lại, căn bản không cách nào tìm hiểu thần đạo pháp tắc luyện hóa thần linh khí pháp tắc thành thần khó khăn một chút cũng không so với thân thể thành thần nhỏ lăng tiêu cũng là chiếm được thiên đạo lôi kiếp trà mới có thể lấy thân thể thành thần mà pháp tắc thành thần chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được việc này bàn bạc bà kỹ hơn đi lăng tiêu chậm rãi nói ra trong khoảng thời gian ngắn nếu là không có cái gì đại tạo hóa muốn pháp tắc thành thần cũng rất khó vèo lăng tiêu từ trên chín tầng trời chậm rãi đi xuống Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên, Lục Kiếm Nhất, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ trên từng khuôn mặt quen thuộc, tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Một vạn năm, người rốt cục đại cừu được báo, rốt cục giết chân Long cái kia tiểu nhân. Lão Sơn Dương kích động hai mắt đỏ bừng, nhịn không được chạy lên nói. Giết chân Long cũng không tính là đại cừu được báo, hiện tại chúng ta chân chính địch nhân là vực ngoại thiên ma. Mẫu thân mặc kệ ngươi có phải thôn thiên trí tôn hay không, mẫu thân chỉ biết, ngươi là tiêu nhi của ta, vĩnh viễn đều là, đôi mắt đỏ bừng của long hàn yên tràn đầy ý cười đi tới ôm chặt lấy lăng tiêu lăng tiêu trong lòng cũng là thập phần ấm áp loại này thuần túy tình thương của mẹ làm cho hắn thập phần không muốn xa rời đời trước hắn là cô nhi đời này rốt cục có thân sinh cha mẹ hắn cũng vô cùng quý trọng mẫu thân yên tâm kiếp trước ta là không có cha mẹ cô nhi lăng tiêu mà kiếp này ta là có mẫu thân lăng tiêu lăng tiêu nhẹ nhàng cười nói đem long hàn yên ôm vào trong ngực trong lòng vô cùng ấm áp cùng an bình Bạch Long Mã, Lăng Tiêu là ta đại ca, ngươi cái này tọa kỵ cũng dám gọi chủ nhân đại ca. Lão Sơn Dương ánh mắt rơi vào Bạch Long Mã trên người, có chút không có hảo ý viết mắt nhìn Bạch Long Mã một cái nói. Ta phi, một con dê già mà thôi, cũng dám cùng vĩ đại mà cao quý Long Mã so sánh. Người muốn làm tọa kỵ cũng không ai muốn ngươi. Bạch Long Mã thập phần cao ngạo nhìn Lão Sơn Dương một cái, khinh thường nói. Người nói cái gì? Một con tạc huyết Long Mã cũng dám ở trước mặt bổn đế kiêu ngạo bồn đế hôm nay không cho ngươi chút sắc mặt nhìn xem ngươi còn không phục đúng không lão sơn dương nhất thời lông lá trong ánh mắt lộ ra một tia bất thiện một dê một ngựa nhìn nhau mắt thấy sắp đánh nhau được rồi các ngươi đừng náo loạn lăng tiêu có chút bất đắc dĩ đem chúng nó quát rừng sợ cái này hai cái ngu hàng cứ như vậy đánh nhau mọi người cũng đều là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười bất quá long mã loại này thượng cổ trong truyền thuyết thần thú đều có thể xuất hiện hơn nữa còn thành lăng tiêu tọa kỵ nhất thời đều là để cho mọi người vô cùng thán phục Bái kiến sư tôn, lục kiếm nhất cũng là vẻ mặt sùng bái cùng kích động đi lên hành lễ, hắn cũng là triệt để hiểu được, nguyên lai tại càn nguyên sơn người trẻ tuổi kia chính là lăng tiêu, hắn lúc trước còn đang buồn bực chiến thần giới tại sao lại xuất hiện người cường đại như vậy, không nghĩ tới lại là lăng tiêu. Điều ca, con bạch long mã này thật là lợi hại a, à? thậm chí ngay cả chân long trí tôn đều ở trong tay nó ăn thiệt thòi, nhưng so với ta con ngốc này tốt hơn nhiều. Long ngạo thiên cũng vô cùng kích động đi lên, có chút kinh ngạc nhìn bạch long mã nói mà hỏa kỳ lân lại có vẻ có chút buồn bực chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ chủ nhân lúc trước cầu lăng tiêu muốn hỏa kỳ lân làm tọa kỵ kết quả hiện tại thấy được bạch long mã mắt đều muốn thẳng lăng tiêu sáu năm không gặp thật không ngờ ngươi dĩ nhiên đã đăng lâm thần giới trở thành thiên hạ đệ nhất nhân nhưng mà nhiều năm không gặp thật đúng là làm cho chúng ta rất nhớ a à. trong mắt đám người kiếm vô song độc cô huyết và lý cảnh minh tràn đầy ý cười nhao nhao nói tham kiến tổ sư mà nguyên bản trường sinh môn đông đảo cường giả lấy năm cung hiên cùng đại trường lão cầm đầu từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc nhào nhào hướng lăng tiêu hành lễ nói bọn họ là khiếp sợ nhất cái kia vô cùng yêu nghiệt thánh tử dĩ nhiên chính là thôn thiên chí tôn tổ sư chuyển thế tri thân vạn năm trước bất quá nghĩ tới thôn thiên chí tôn tổ sư cường đại có một tôn đương thời thần linh tọa chấn tương lai trường sinh môn nhất định sẽ trở thành toàn bộ chiến thần giới đệ nhất thánh địa mà năm cung tình liễu phiêu phiêu lệnh thanh thanh mấy nữ ánh mắt đều là vừa kích động lại phức tạp kích động chính là mười mấy năm rốt cục lại một lần gặp được lăng tiêu mà lăng tiêu thân phận dĩ nhiên là thôn thiên chí tôn tổ sư vạn năm trước để trong lòng bọn họ đều là vô cùng phức tạp chư vị đã lâu không gặp lăng tiêu cũng mỉm cười nói hướng mọi người nhất nhất chắp tay nói về tới trường sinh môn gặp được nhiều cố nhân như vậy lăng tiêu trong lòng vô cùng cảm khái nhưng cũng cảm giác được hết sức thân thiết ong trong hư không quang mang chợt lóe, một cái trắng trảo mập mạp tiểu nam hài cùng một cái râu tóc đều trắng, khuôn mặt thanh tuyệt lão nhân chậm rãi mà đến, toàn thân đều tản ra một cỗ thần tính dao động. Chỉ là bọn họ thoạt nhìn đều có chút suy yếu, giống như là nguyên khí đại thương, trên mặt đều là mang theo một cỗ mệt mỏi. Lăng Tiêu, ngươi đã trở lại. Thật sự là quá tốt. Mau theo ta đi xem, Tuế Nguyệt thần tướng tình huống hiện tại rất không ổn, Tiểu Nam Hải cùng lão nhân râu tóc đều bạc vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt Tiểu Nam hài nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ nói: "Các ngươi là?" Lăng Tiêu có chút nghi hoặc nhìn hai người này, cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng nhận không ra, mà khi hắn nghe nói Lăng Chấn tình huống không tốt thời điểm, nhất thời biến sắc. "Lăng Tiêu, bọn họ là củ cải lớn cùng Trường Sinh Thảo đã hóa hình. Mấy năm nay, nếu là dựa vào bọn họ thần dịch vì Tuế Nguyệt thần tướng tục mệnh, chỉ sợ người vẫn là mau đi xem đi." trong ánh mắt lão Sơn dừng lộ ra một tia lo lắng, vội vàng nói, củ cải lớn và cỏ trường sinh. Lăng tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi, thần dược hóa hình này cơ hồ là ở trong thần thoại truyền thuyết mới xuất hiện, thật không ngờ hai người này đều hóa hình. Bất quá hắn giờ phút này không có thời gian cùng bọn họ hàn huyên, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng thần sắc, vội vàng đi theo bọn họ hướng trong trường sinh sơn mà đi. Sáu năm trước, Lăng chấn vì giúp Lăng Tiêu diệt sát tả hữu thiên tôn, không tiếc thi triển tuế nguyệt kinh lực lượng dẫn đến đã bị thời gian lực lượng cắn trả cơ hồ là dầu cạn đèn tắt dựa vào đại củ cải cùng trường sinh thảo này sáu năm qua thần dịch tẩm bổ mới có thể chống đỡ đến bây giờ thật không ngờ lại đột nhiên chuyển biến xấu lên lăng tiêu lòng nóng như lửa đốt bất chấp cùng mọi người nói chuyện với nhau cực nhanh mà đi rất nhanh liền ở trong một gian cung điện gặp được lăng chấn lăng chấn nằm trên giường bạch ngọc bạch ngọc kia chính là hàn ngọc vạn năm ẩn chứa khí cực hàn có thể phong ấn sinh mệnh ba động của lăng chấn để thương thế trong cơ thể hắn không hề chuyển biến xấu giờ phút này lăng chấn thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt toàn thân tràn ngập một cỗ tử khí sinh cơ trong cơ thể đã thập phần yếu ớt ở trong mi tâm của hắn phảng phất có một đoàn hắc khí quanh quẩn muốn xâm nhập vào trong thức hải của hắn sao có thể như vậy ánh mắt lăng tiêu chấn động trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lo lắng vội vàng bắt đầu kiểm tra thương thế trong cơ thể lăng chấn lăng chấn trong cơ thể có một cỗ thập phần hỗn loạn thời gian lực lượng hơn nữa còn ẩn chứa vỡ nát thiên địa pháp tắc, không ngừng mà ở thôn phệ trong cơ thể hắn sinh cơ. Trong cơ thể lăng chấn còn có một cỗ sinh cơ bằng bạc, chính là thần dịch thần dược hội tụ, đang bảo vệ tâm mạch cùng với thức hải của hắn, giống như thời gian chi lực cùng thiên địa pháp tắc xâm lấn. Nếu không phải củ cải lớn cùng trường sinh thảo, chỉ sợ lăng chấn căn bản kiên trì không được 6 năm thời gian. Tiêu nhi, thương thế trong cơ thể phụ thân ngươi, ngươi có biện pháp hay không? Long Hàn Yên cũng thật phần sốt ruột, chờ mong nhìn lăng tiêu hỏi ta nhất định có thể chữa khỏi thương thế trong cơ thể phụ thân, các ngươi đi ra ngoài trước, ta tới thay phụ thân chữa thương. Ánh mắt lăng tiêu chợt lóe, chậm rãi nói. Tốt, thật sự là quá tốt. Long Hàn Yên mừng rỡ mà khóc, có chút lo lắng nhìn Lăng Chấn một cái, liền cùng mọi người đi tới bên ngoài cung điện. Lăng Tiêu nhìn Lăng Chấn, Lăng Chấn trong cơ thể những cái kia hỗn loạn thời gian lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải không cách nào hóa giải. Vô tự thiên thư hẳn là có thể rất dễ dàng đem thôn phệ, chỉ là vô tự thiên thư bây giờ đang ở cẩm sắt thức hải bên trong chấn áp thất phách tán hồn quang, để lăng tiêu cũng là có chút khó xử. như thế xem ra chỉ có thể vận chuyển tuế nguyệt kinh đến chậm rãi hấp thu cùng luyện hóa những lực lượng kia. lăng tiêu nghĩ nghĩ nói, hắn cũng tu luyện tuế nguyệt kinh, tự nhiên biết như thế nào dẫn dắt lăng chấn trong cơ thể những kia thời gian lực. bất quá kể từ đó chính hắn chỉ sợ cũng phải thừa nhận cỗ kia thời gian lực phản phệ. Bất quá, lăng tiêu bây giờ thân thể thành thần, liền ngay cả viên kia bảy màu huyết châu cũng đã dung nhập vào lăng tiêu trong thân thể, để lăng tiêu chiếm được triệt để lột xác, rốt cục đột phá đến thần long thân thể cảnh giới. Lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, thừa nhận thời gian lực cắn trả hẳn là không có cái gì quá lớn vấn đề. Ông! Ánh sáng quanh thân lăng tiêu mờ mịt, từng đạo ba động thần bí tràn ngập ra, lòng bàn tay của hắn dừng ở phía sau lưng lăng chấn, vận chuyển lực lượng nguyệt kinh, bắt đầu dẫn dắt cỗ thời gian lực lượng trong cơ thể lăng chấn, ầm ầm giống như là núi hô biển gầm bình thường lăng chấn trong cơ thể hỗn loạn thời gian chi lực bắt đầu hướng tới lăng tiêu trong cơ thể vọt tới hơn nữa bị lăng tiêu thi triển tuế nguyệt kinh lực lượng chậm rãi luyện hóa hả lăng tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe hắn đột nhiên cảm giác được tại luyện hóa những kia hỗn loạn thời gian chi lực cùng với phá nát thiên địa pháp tắc lúc dĩ nhiên để trong cơ thể hắn thần lực lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng lên Lăng Tiêu tu vi đạt tới phong hào chí tôn về sau, trong cơ thể thần lực cũng đã tăng trưởng đến cực hạn, nếu là muốn tiếp tục tăng trưởng, trừ phi có thể tấn thăng đến thần linh chi cảnh. Lăng Tiêu bây giờ thân thể thành thần, nhưng tu vi thần lực pháp tắc vẫn chỉ là phong hào chí tôn chi cảnh. Tinh khí thần tam bảo, phân biệt đại biểu cho ba loại con đường thành thần khác nhau. Trong đó lấy thần lực pháp tắc thành thần cũng chính là khí một trong đồ, chính là phổ biến nhất con đường, dù sao thần đạo pháp tắc trải rộng chư thiên, tham diễn thiên đạo, chứng đạo thành thần cũng là dễ dàng nhất. Tiếp theo chính là nguyên thần một đường, muốn lấy nguyên thần một đường chứng đạo, nhất định phải bỏ qua thân thể, đi tới tinh trí thuần nguyên thần đại đạo, thành tựu thần linh. Chỉ là hôm nay thần đạo đại môn đóng lại, nếu là bỏ qua thân thể, lấy nguyên thần chứng đạo thần linh, không khác là tự tìm đường chết, căn bản không cách nào tiến vào thần giới bên trong, ngừng tụ thần thể. Khó khăn nhất chính là thân thể thành thần, thân thể thành thần, có thể nói là thân ngoài không có gì, dựa vào lực lượng bản thân đập nát chân không, ngưng tụ vĩnh hằng cùng bất hủ. Cho nên, lăng tiêu thân thể thành thần mới có vẻ gian nan cùng chân quý như vậy, nhưng theo luyện hóa lực hỗn loạn trong cơ thể lăng chấn, lăng tiêu lại thấy được khả năng thần lực pháp tắc thành thần. Nếu là ta có thể lấy tinh khí thần tam đạo, thành tựu tam thần chi cảnh, tương lai coi như là tiến vào thần giới, cũng có thể một tranh dài ngắn. Trong ánh mắt lăng tiêu tinh mang chợt lóe, lộ ra một tia hiểu ra. Muốn lấy tinh khí thần tam đạo thành thần, nhất định là một con đường vô cùng gian nan, cho nên từ thượng cổ tới nay người lựa chọn con đường này cũng không nhiều, phần lớn sẽ lựa chọn dễ dàng nhất thần lực pháp tắc thành thần. Lúc này đây vì lăng chấn trợ thương, ngược lại để cho lăng tiêu thấy được khả năng nào đó. Nếu là có thể tinh khí thần tam đạo thành tựu tam thần chi cảnh, tương lai ở đối mặt ba tuần ma thần vương thời điểm, hẳn là có thể nhiều hơn rất nhiều nắm chắc nếu là lăng tiêu còn không có thân thể thành thần thời điểm, không có vô tự thiên thư, lăng chấn thương thế đối với hắn mà nói chỉ sợ vẫn là vô cùng khó giải quyết, nhưng hiện tại đối với lăng tiêu mà nói cũng không có cái gì phiền toái quá lớn. Mấy canh giờ sau, tất cả năng lượng dị chủng trong cơ thể lăng chấn đã bị lăng tiêu toàn bộ luyện hóa. Lăng tiêu vì lăng chấn ăn vào một quả linh đan chữa thương, nhìn khí tức trong cơ thể hắn trở nên vững vàng, lúc này mới yên lòng. Tiêu nhi, phụ thân người thế nào rồi? Thấy lăng tiêu đi ra, trong ánh mắt Long Hàn Yên nhất thời lộ ra một tia chờ mong, "Mẫu thân, phụ thân đã không có việc gì, hẳn là không bao lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại." Lăng Tiêu khẽ cười nói, "Ta đi xem phụ thân ngươi, ngươi cùng tiểu Vũ, tiểu Nguyệt hảo hảo tâm sự, không được khi dễ các nàng." Long Hàn Yên mỉm cười nói, sau đó lại nháy mắt với Lăng Tiêu, xoay người tiến vào trong phòng. Lúc này phượng nữ và Nguyệt thần đều đứng sau lưng Long Hàn Yên, sau khi nghe Long Hàn Yên nói thì không khỏi đỏ mặt. Lăng Tiêu cũng là có chút xấu hổ nhìn Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần một cái, trong không khí tràn ngập một loại kiều diễm không khí. Nguyệt Thần, thật không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới phong hào trí tôn chi cảnh, thật sự là đáng mừng đáng mừng. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần một cái hỏi. Sáu năm trước, Nguyệt Thần vẫn chỉ là nửa bước trí tôn, vẻn vẹn sáu năm thời gian, cũng đã đạt tới phong hào trí tôn chi cảnh, loại này tăng lên tốc độ không thể nói là không nghịch thiên, Lăng Tiêu suy đoán có lẽ hẳn là Nguyệt Mẫu nương nương duyên cớ, dù sao, phượng nữ thiên phú bất phàm, hiện giờ cũng chỉ là trí tôn cảnh tam trọng tu vi mà thôi. Ta chỉ là chiếm được nguyệt mẫu nương nương tu vi thôi, cũng không phải chính ta lực lượng chân chính. Hơn nữa ta cảm giác, không bao lâu nữa, ta liền có thể đột phá đến thần linh chi cảnh, khi đó, nguyệt mẫu nương nương có lẽ sẽ chân chính trở về. Trên mặt nguyệt thần mang theo nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, thập phần bình tĩnh nói, có thể cho ta xem nguyên thần của ngươi hay không? nếu có thể cùng nguyên thần của nguyệt mẫu nương nương câu thông có lẽ có thể vì nàng trọng tố thân thể trong ánh mắt lăng tiêu lộ ra một tia ngưng trọng yên tâm đi ta không sao ngược lại là này sáu năm thời gian tiểu vũ đối với người thập phần tưởng niệm phượng nữ mặt nhất thời đỏ lên không dám nhìn lăng tiêu ánh mắt nhẹ giọng nói nguyệt thần tỷ tỷ không nên nói bừa lăng tiêu trở về toàn bộ trường sinh môn tất cả mọi người thập phần cao hứng sau khi nói xong phượng nữ ngẩng đầu nhìn lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy ý cười nhàn nhạt xen nhạt, lẫn tình cảm nồng đậm trong lòng lăng tiêu thở dài một tiếng hắn làm sao không rõ tâm ý phượng nữ nhưng đáng tiếc chính là hắn nhất định không có cách nào tiếp nhận a à. lăng tiêu không biết nên nói cái gì trong lúc nhất thời có chút xấu hổ bất quá rất nhanh lão sơn dương vô lương đạo nhân long ngạo thiên lục kiếm nhất kiếm vô song độc cô huyết đám người đều đã tới xem như vì lăng tiêu giải vây mà củ cải lớn thoạt nhìn giống như là cái hai ba tuổi tiểu thí hài, thoạt nhìn thập phần cổ linh tinh quái, đáng yêu vô cùng, vừa xuất hiện liền bay đến lăng tiêu trên bả vai, ôm lấy lăng tiêu cổ đòi lễ vật, sau đó nước mũi một phen lệ một phen nói cho lăng tiêu, những năm này là như thế nào lấy thần dịch vì lăng chấn tục mạng. Mà trường sinh thảo thoạt nhìn dâu tóc đều trắng, tiên phong đạo cốt, nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy ý cười, thậm chí còn có một tia nói không rõ thần sắc, lăng tiêu chu tiêu tiểu tử kia nói sáu năm này ngươi đi luân hồi đại thế giới mau nói cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão sơn dương ồn ào nói tất cả mọi người là nhìn lăng tiêu đối với lăng tiêu sáu năm qua trải qua thập phần tò mò lăng tiêu chữa thương cho lăng chấn mấy canh giờ này chu tiêu đã đem kinh nghiệm mấy năm nay của lăng tiêu đại khái nói một chút bất quá có rất nhiều chuyện ngay cả chu tiêu cũng không rõ ràng lắm chu tiêu nói không sai sáu năm nay ta quả thật đi luân hồi đại thế giới lăng tiêu khẽ mỉm cười từ sáu năm trước ngã vào luân hồi hải bị luân hồi thú mang vào luân hồi đại thế giới bắt đầu nói lên đem kinh nghiệm của hắn nói một lần vừa nói chính là mấy canh giờ trời đã tối đen lăng tiêu đem thần thú săn giết trong côn ngô thần sơn lấy ra những thần thú kia bên trong ẩn chứa cường đại thần đạo lực lượng ba động đối với mọi người mà nói quả thực đều là bảo vật khó có thể tưởng tượng lão sơn dương bạch long mã cùng long ngạo thiên lúc này mắt đều thẳng từng cái nhào tới cướp đoạt cuối cùng đem chế thành món ngon mỹ vị Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân lại như là ảo thuật đồng dạng, lấy ra mấy chục vò rượu ngon, mọi người an vị ở trường sinh đỉnh núi, trên đỉnh đầu là đầy trời tinh thần, rơi xuống lấp lánh tinh quang, xa xa biển mây lượn lờ, gió núi mát mẻ, vô cùng thích ý. Khi mọi người nghe được Lăng Tiêu ở luân hồi dưới bên trong, chiến thiên kiêu, đồ thần linh, quét ngang vô địch, cuối cùng giết vào phong ấn chi địa, ngay cả giết đông đảo ma thần thời điểm, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi theo Lăng Tiêu cùng nhau kề vai chiến đấu mà để cho mọi người khiếp sợ nhất chính là cái kia thoạt nhìn thập phần hàm hậu chư cương liệt đang cầm lấy một cái chân thịt gặm lớn ra hỏa dĩ nhiên là một tôn ma thần hơn nữa bị lăng tiêu cho thu phục khi mọi người nghe được tin tức này thời điểm ngồi ở chư cương liệt bằng bạc lão sơn dâng cùng long ngạo thiên thiếu chút nữa sợ tới mức không có nhảy dựng lên trong miệng rượu đều phun đến chư cương liệt trên mặt giống như là gặp quỷ đồng dạng ta hiện tại đi theo chủ nhân lăn lộn về sau tất cả mọi người là hảo huynh đệ đến uống rượu chư cương liệt vẻ mặt vô tội nói sau đó cứng rắn lôi kéo lão sơn dương cùng long ngạo thiên ngồi xuống cùng bọn hắn phẩm rượu lão sơn dương cùng long ngạo thiên cũng giống như là uống say rất nhanh liền đem cái gì ma thần ném ra sau đầu bắt đầu cùng chư cương liệt rót rượu đến chỉ chốc lát liền xưng huynh gọi đệ tốt tựa như người một nhà đồng dạng tất cả mọi người là bất đắc dĩ cười khổ đồng thời lại là vô cùng kính để nhìn lăng tiêu ngay cả ma thần đều có thể thu phục lăng tiêu thực lực đã đến một loại bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ mà nghe được tuyết vi nha đầu kia dĩ nhiên thành luân hồi điện thánh nữ lấy sức một mình chống đỡ toàn bộ luân hồi điện đối kháng đông đảo ma tộc hết lần này tới lần khác lại bị âm cửu thiên bức hôn tất cả mọi người là vừa đau lòng lại phẫn độ trải qua sáu năm này trầm bổng phập phồng để cho tất cả mọi người là vô cùng thán phục cùng cảm khái nhưng càng nhiều người vẫn là càng tò mò lăng tiêu thôn thiên trí tôn thân phận lăng tiêu chân lòng trí tôn đã chết người coi như là đại cừu được báo người biết cẩm sát hiện tại ở nơi nào sao cẩm sắt cái tên này phẳng phất có ma lực nào đó làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng bình tĩnh nhất là phượng nữ trong ánh mắt càng lộ ra một tia ảm đạm trường sinh trí tôn cẩm sắt chính là đạo lữ kiếp trước của lăng tiêu lúc trước phượng nữ cũng cảm giác được trong lòng lăng tiêu hẳn là có một người yêu sâu đậm giờ phút này lại như thế nào không rõ người kia chính là cẩm sắt đây chỉ là thời gian vạn năm trôi qua cẩm sắt thật sự còn sống sao tôi đã tìm thấy cẩm sắt lăng tiêu nhìn mọi người chậm rãi nói cái gì lời nói của lăng tiêu giống như một cái sấm sét để cho tất cả mọi người là cả người chấn động trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin cậu thật sự tìm được cẩm sắt cô ấy ở đâu lão sơn dương cũng là bất chấp uống rượu trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động nhìn lăng tiêu nói từ luân hồi giới sau khi rời đi ta đi bản nguyên chi hải phong ấn thế giới ở nơi đó tìm được cẩm sắt nhưng nàng cũng đã trúng ba tuần ma thần vương bảy phách tán hồn quang Lăng Tiêu thanh âm có chút trầm thấp, đem như thế nào tại Bổn Nguyên Chi Hải tìm được cẩm sắt sự tình cũng nói một lần, để cho tất cả mọi người là khiếp sợ. Trường Sinh Chí Tôn lại một mình chấn thủ ma tộc vạn năm, thật sự là đáng kính đáng tiếc. Kiếm Vô Song nói rất ít, nhưng giờ phút này cũng là nhịn không được nâng chén nói ra, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kính nể. Chiến thần đại lục có thể có vạn năm yên tĩnh, tất cả đều là công lao của Trường Sinh Chí Tôn. Chúng ta hiệp lực đồng tâm, sớm ngày chém giết ba tuần ma thần vương, cứu Trường Sinh Chí Tôn, đám người Lý Cảnh Minh, độc cô huyết đều trịnh trọng nói. Chịu đựng vạn năm cô độc cùng tịch mịch chính là vì thủ hộ chiến thần đại thế giới, chấn áp hàng tỷ ma tộc, cẩm sát thắng được mọi người tôn trọng cùng kính nể. Lăng tiêu, ta tin tưởng cẩm sát tỷ tỷ nhất định sẽ tỉnh lại, chúc các người bạch đầu dai lão, vĩnh viễn không chia lìa. Phượng nữ vẫn trầm mặc, phẳng phất như là hạ quyết tâm nào đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn, hướng lăng tiêu nâng chén nói. Chỉ là ngón tay ngọc nhỏ nhắn của nàng có chút run rẩy. Sắc mặt cũng rất tái nhợt, cho thấy nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Trong lòng phượng nữ tràn đầy chua xót, nàng biết nàng vẫn thua. Vô luận như thế nào, chỉ sợ nàng đều đánh không lại Cẩm Sắt chờ đợi một vạn năm phần tình nghĩa này, cũng trách không được Lăng Tiêu nội tâm kiên định như thế, mà nàng vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào. Nếu Lăng Tiêu không để ý Cẩm Sắt vạn năm chờ đợi mà tiếp nhận nàng, chỉ sợ phượng nữ chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Như vậy là xem nhẹ Lăng Tiêu, xem nhẹ Cẩm Sắt, cũng là xem nhẹ chính cô nguyệt thần có chút lo lắng nhìn phượng nữ một cái nhưng cũng không nói gì tuy rằng nội tâm của nàng cũng có chút cay đắng nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại cảm ơn lăng tiêu có chút áy náy nhìn phượng nữ một cái nâng chén nhẹ giọng nói mọi người ăn uống linh đình cười kể lại những năm qua sáu năm thời gian tất cả mọi người không có giống hôm nay thả lỏng qua cuối cùng tại trường sinh đỉnh núi tất cả mọi người say lão sơn dương cùng bạch long mã uống say hai tên ngốc này còn đánh một trận một đám mặt mũi bầm dập cuối cùng sau khi uống mấy bầu rượu liền bắt đầu kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ long ngạo thiên chu tiêu cùng lục kiếm nhất đều là ăn đến bụng tròn vo một đám cảm thấy mỹ mãn nặng nề ngủ đi trên mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà ngay cả củ cải lớn gốc linh dược này dĩ nhiên cũng bắt đầu cướp thịt ăn cướp rượu uống sau khi uống say lảo đảo ở nơi đó quay cuồng đầu một người cười ngây ngô trường sinh thảo ngược lại có vẻ có chút tiên phong đạo cốt chỉ là uống vài chén rượu trong ánh mắt có một tia hoài niệm nhìn hư không xa xa tự trầm tự cân thập phần tự tại kiếm vô song độc cô huyết lý cảnh mình mấy cái này võ si cũng đều là uống say lôi kéo lăng tiêu muốn luận võ cuối cùng một đám đều say ngã xuống đất mà phượng nữ cùng nguyệt thần không biết lúc nào đã rời đi nguyên lai like những người trường sinh môn kia nam cung hiên đại trưởng lão nam cung tình đám người đều là đem thời gian lưu lại cho bọn họ cũng không có đến quấy giày hơn nữa, lăng tiêu là thôn thiên trí tôn tin tức này, bọn họ còn cần tiêu hóa một chút, thật sự là quá mức làm cho người ta khó có thể tin. Cuối cùng, lăng tiêu một người đứng ở trường sinh đỉnh núi, nhìn xa xa bình tĩnh biển mây, trên chín tầng trời một vầng trăng tròn, vẩy xuống ánh sáng rực rỡ quang huy, đầy trời ngôi sao chiếu sáng hắc ám tinh không. Lăng tiêu cũng là có chút say, đã từng bao lâu, hắn giống như cũng từng cùng cẩm sát đứng ở chỗ này ngắm trăng, nhưng hôm nay chỉ còn lại có một mình hắn, chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu bỗng nhiên rất muốn rất nhớ Cẩm Sắt, trong lòng có chút khổ sở. Một vạn năm, rốt cục gặp được Cẩm Sắt, nhưng Cẩm Sắt lại trúng độc bảy phách tán hồn quang, sinh mệnh nguy trong sớm tối, khiến trong lòng hắn đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đến tột cùng phải tới khi nào mới có thể có đủ thực lực bảo vệ người bên cạnh, không bao giờ chia lìa đây. Cẩm Sắt, em rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ. Lăng Tiêu nhìn trăng tròn sáng tỏ xa xa, đón gió núi trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ giọng nỉ non nói: bỗng nhiên, cả người lăng tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hỉ. Hắn mở ra tiểu thế giới, một thân ảnh mặc váy đỏ từ trong tiểu thế giới đi ra. Jin xây tỉnh rồi. Lăng tiêu si ngốc nhìn một đạo thân ảnh trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động thật lớn, cả người đều có chút run rẩy. Lăng tiêu ca ca, em rất nhớ anh. Tiếng nghỉ non nhẹ nhàng vang lên, từ trong ánh trăng rực rỡ, đi ra một nữ từ mặc váy đỏ dáng người cao gầy da thịt như ngọc mi mục như họa cả người đều tản ra một cỗ khí tức phong hoa tuyệt đại trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn như cũ khó nén kia một loại tuyệt đại khí chất như cửu thiên thần nữ trích lạc phàm trần lăng tiêu có chút ngây ngốc cô gái trước mắt này ngoại trừ cẩm sắt còn có người nào một vạn năm chờ đợi rốt cục tại hôm nay có kết quả trong lòng lăng tiêu có chút cảm khái, ông trời đối với hắn may mắn biết bao. Cẩm sắt đi tới, ôm lấy lăng tiêu. Chẳng bao lâu sau, tình cảnh như vậy từng vô số lần xuất hiện ở trong mộng cảnh của lăng tiêu. Hơn vạn năm cô độc cùng chờ đợi, chỉ vì một thân ảnh ngày nhớ đêm ông kia. Mà hôm nay, đem cẩm sắt nghênh vào trong ngực, cảm giác được cỗ cảm giác ấm áp kia, lăng tiêu vậy mà sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Cẩm sắt, thật sự là cậu sao? Thật sự là cậu sao? lăng tiêu cả người kích động đều đang phát run ánh mắt đều đỏ lên cẩm sắt chúng độc bảy phách tán hồn quang mặc dù có vô tự thiên thư trấn áp nhưng vẫn lâm vào hôn mê mặc dù chư cương liệt nói chờ đợi lực lượng trong cơ thể cẩm sắt hình thành cân bằng cẩm sắt sẽ tỉnh lại nhưng giờ phút này nhìn thấy cẩm sắt lăng tiêu vẫn có chút khó tin lăng tiêu ca ca một vạn năm ta liền biết ngươi không sao ta rốt cục gặp được ngươi cẩm sắt nhẹ giọng nói trong ánh mắt tràn ngập ý cười cùng kích động trường sinh đỉnh núi trăng tròn treo cao chín ngày ánh sao rực rỡ rơi xuống chiếu xạ bốn phía biển mây rực rỡ trói mắt mà một đôi người ôm nhau vào lòng hình thành một bức tranh tuyệt mỹ giờ khắc này im ắng không có bất luận kẻ nào quấy dày lăng tiêu gắt gao đem cẩm sắt ôm vào trong ngực sợ đây chỉ là một giấc mộng đợi đến tỉnh mộng sau hết thầy vẫn là nguyên lai dáng vẻ thật lâu sau hai người tách ra cẩm sắt nghiêm túc nhìn lăng tiêu ánh mắt ôn nhu như nước ý cười dịu dàng cẩm sắt ngươi thật sự là quá ngốc vì sao phải một mình gánh vác nhiều như vậy lăng tiêu nhìn cẩm sắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương tiếc vừa nghĩ tới cẩm sắt ở trong bồn nguyên tri hải ngây người hơn vạn năm một mình trấn áp ma tộc chịu đựng vạn năm cô độc cùng tịch mịch lăng tiêu trong lòng chính là ẩn ẩn đau đớn lăng tiêu ca ca ta biết ngươi khẳng định không có chết cho nên ta muốn vì ngươi thủ hộ một phương thế giới này chờ ngươi trở về trên mặt cẩm sắt tràn đầy nụ cười sáng lạn giống như đem tinh không hắc ám chiếu sáng phẳng phất chỉ có ở lăng tiêu trước mặt cái kia phong hoa tuyệt đại trấn áp một phương thiên địa nữ kiếm thần cái kia một kiếm vắt ngang hàng tỷ dặm đồ thần diệt ma trường sinh trí tôn mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi bộ dáng cẩm sắt một vạn năm qua người rốt cuộc là làm sao qua được lăng tiêu có chút thương tiếc vuốt ve mái tóc bạc trắng của cẩm sắt nói hắn có thể cảm giác được giờ phút này cẩm sắt dĩ nhiên không có bất kỳ tu vi dao động bảy phách tán hồn quang vững vàng chiếm cứ thức hải của nàng cùng vô tự thiên thư trong lúc đó hình thành một loại thần bí cân bằng mà cẩm sắt đầu đầy tóc bạc bay múa sinh cơ trong cơ thể phẳng phất cũng đã sắp hao hết để cho lăng tiêu trong lòng đau đớn không thôi một vạn năm trước lăng tiêu ca ca người cùng chân long trí tôn đi tìm xích long chiến thần chi mộ sau đó liền truyền đến người bị chân long trí tôn giết chết tin tức cẩm sát cùng lăng tiêu ngồi ở đỉnh núi trường sinh, bốn phía biển mây mờ mịt, gió núi lay động. cẩm sát cũng đem chuyện hơn vạn năm này đều nói một lần. thì ra sau khi tin tức lăng tiêu chết chuyển đến, cẩm sát cực kỳ bi thương, đang định đi tìm lăng tiêu, hơn nữa lúc tìm chân long trí tôn báo thủ, một đám vực ngoại thiên ma phá vỡ phong ấn thế giới, xâm lấn chiến thần giới. một hồi đại kiếp nạn kia để cho chiến thần giới sinh linh đồ thán trường sinh môn cũng là tử thương thảm trọng, mà cẩm sắt cả đời bị thương nặng, lại trong lúc vô tình thức tình linh tôn lưu lại trên người nàng lực lượng, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào phong ấn thế giới, chấn áp ma tộc. Cẩm sắt, linh tôn còn chưa chết, vẫn tồn tại trong thân thể ngươi. Trong ánh mắt lăng tiêu lộ ra một tia sắc bén, chậm rãi hỏi, nếu linh tôn còn tồn tại trong thân thể cẩm sắt, mặc kệ linh tôn có phải xích long chiến thần ngồi xuống thần tướng hay không, có phải đã từng ngăn cản vực ngoại thiên ma hay không, nhưng lăng tiêu cũng không cho phép nàng đoạt đi thân thể cẩm sắt, thậm chí thương tổn cẩm sắt. linh tôn đã chết, cẩm sắt trong ánh mắt lộ ra một tia than nhẹ, chậm rãi nói, linh tôn đã chết, nhưng nàng lưu lại truyền thừa thần lực lại hoàn toàn bị ta kế thừa, hơn nữa ở cuối cùng thu ta làm đồ đệ, để cho ta tuân theo nguyện vọng của nàng, chấn thủ phong ấn thế giới. Lời nói của cẩm sắt làm cho lăng tiêu trong lòng hơi yên tâm một chút, chỉ cần vị linh tôn kia không phải trăm phương ngàn kế muốn đoạt xá cẩm sắt, lăng tiêu tự nhiên liền yên tâm rất nhiều. Chỉ là trên người cẩm sắt vẫn tồn tại rất nhiều bí mật, có chút chỉ sợ ngay cả cẩm sắt cũng không biết. Tỉ như, cho dù cẩm sắt cùng linh tôn không có quan hệ, vậy vì sao ở linh chi bộ lạc, cẩm sắt dung mạo lại cùng linh tôn giống nhau như đúc? Những nghi hoặc này, chỉ sợ chỉ có lăng tiêu tự mình đi tìm đáp án. Vài năm trước, ta tìm được lục kiếm nhất nhưng hắn đã biến thành một đứa bé hơn nữa giống như đối với chuyện trước kia hoàn toàn không biết gì cả lăng tiêu nhìn cẩm sắt hỏi kiếp trước hắn bảy đại chân truyền đệ tử bây giờ chỉ tìm được một cái lục kiếm nhất những người khác nhưng là một chút tin tức đều không có kiếm nhất biến thành một hài đồng nếu quả thật là như vậy có lẽ lâm phong bọn họ cũng không có chết ánh mắt cẩm sắt sáng lên bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì có chút kinh hỉ nói Vạn năm trước trong trận đại kiếp nạn kia, Lâm Phong bọn họ đẫm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng lại tất cả đều bị thương nặng, bị ta phong ấn ở trong Vạn Quan Sơn. Tu La đại ca cũng bởi vì gấp rút tiếp viện trường sinh môn, tự phong ở Vạn Quan Sơn, có lẽ chúng ta còn có thể ở Vạn Quan Sơn tìm được bọn họ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, Vạn Quan Sơn sao? Hắn từng nghe Tu La tông chi chủ đời này nói qua, Tu La chí tôn ngay tại trong Vạn Quan Sơn, nếu là Lâm Phong bọn họ đều ở Vạn Quan Sơn, đối với Lăng Tiêu mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Lăng Tiêu kiếp trước có bảy đại chân truyền đệ tử, theo thứ tự là đại đệ tử Mộc Lâm Phong, nhị đệ tử Độc Cô Long Thành, tam đệ tử Dạ Thiên Tuyệt, tứ đệ tử Lục Kiếm Nhất, ngũ đệ tử Yến Dương Thiên, lục đệ tử Lưu Cách Thần cùng thất đệ tử Cơ Hàn Cung. Nếu như dựa theo cẩm sát nói, bảy người bọn họ đều bị phong ấn ở Vạn Quan Sơn, vậy vì sao Lục Kiếm một hồi sớm thoát khốn mà ra? Có lẽ nghi hoặc này cũng chỉ có đi đến Vạn Quan Sơn mới có thể biết được. Lăng Tiêu cùng cẩm sát tâm sự với nhau, phảng phất muốn đem những năm tháng thiếu hụt lẫn nhau trong vạn năm này đều bù đắp lại, nghe được lăng tiêu bởi vì vô tự thiên thư mà sống lại, một đường đi tới những chuyện này, cẩm sát cũng là ánh mắt dị sắc, tràn đầy vẻ chấn động. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, lăng tiêu cũng đã thành tựu vô thượng thần linh chi cảnh, thành tựu như vậy đã có thể nói là khoáng thức cổ kim. Lăng tiêu ca ca, ta từng ở linh tôn truyền thừa bên trong, nhìn thấy qua về tam thần cảnh tin tức, nếu là ngươi có thể ở phàm giới thành tựu tam thần cảnh, tương lai tuyệt đối là không thể hạn lượng. Cẩm sắt như là nghĩ tới cái gì, nhìn lăng tiêu nói. Cẩm sắt, theo người thấy, nếu ta thành tựu tam thần cảnh, có nắm chắc chống lại ba tuần ma thần vương không? Trong ánh mắt lăng tiêu tinh màng chợt lóe, chậm rãi hỏi. Chỉ sợ cẩm sắt là người duy nhất từng giao thủ với ba tuần ma thần vương, rất khó nói. Trong ánh mắt cẩm sắt lộ ra một tia ngưng trọng nói, lúc ta tiến vào phòng ấn thế giới, ba tuần ma thần vương đã thoát khốn mà ra, thông qua tin tức ta từ trong miệng rất nhiều ma thần hiểu được, vạn hóa ma kinh của ba tuần ma thần vương, có thể phân hóa ngàn vạn phân thân, thậm chí là chuyển thế trùng sinh, bản thể của hắn hẳn là bị thương nặng, cho nên hắn hẳn là cho nên nguyên thần phân hóa, hội tụ vạn hóa ma thân, cuối cùng nuôi ngược bản thể. Một vạn năm qua, ta cũng không biết hắn khôi phục đến trình độ nào, bất quá bảy phách tán hồn quang cường đại vô cùng, nếu bản thể của hắn hàng lâm, cho dù chỉ có một phần vạn lực lượng, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Về phần tam thần chi cảnh, có lẽ có khả năng đánh một trận, cẩm sắt ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giết ba tuần giải độc bảy phách tán hồn quang trên người ngươi trong ánh mắt lăng tiêu lộ ra một tia kiên định nói ta tin tưởng ngươi cẩm sắt khẽ mỉm cười nói gặp được lăng tiêu một mặt cẩm sắt cảm giác được hơn vạn năm chờ đợi cùng cô độc này kỳ thật cũng không tính là cái gì có thể gặp lại lần nữa thật sự rất tốt lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo cẩm sắt bây giờ thân thể chỉ sợ cũng chống đỡ không được mấy năm hết lần này tới lần khác Giờ phút này trong cơ thể cẩm sắt có độc bảy phách tán hồn quang, lăng tiêu căn bản không có cách nào kéo dài thọ nguyên cho nàng, bởi vì thần dược kéo dài thọ nguyên, rất có thể sẽ đánh vỡ cân bằng giữa bảy phách tán hồn quang và vô tự thiên thư, đến lúc đó chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lăng tiêu cùng cẩm sắt ngồi trên đỉnh núi trường sinh một đêm. Ngày hôm sau, khi mặt trời mới sinh nhảy ra biển mây, tản mát ra hàng tỷ đạo hào quang rực rỡ chói mắt, Phảng phất như thiên địa đều trong nháy mắt sáng lên, đỉnh núi Trường Sinh rực rỡ ngàn điều, quang mang vạn trượng, hoa mỹ trái mắt, tựa như thần cảnh. Trường Sinh Sơn lại phảng phất chưa bao giờ có một khắc xinh đẹp như bây giờ. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đứng ở Trường Sinh đỉnh núi, y bào săn bắn, sợi tóc tung bay, tựa như một đôi thần tiên bích nhân, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Chẳng biết khi nào, tất cả Trường Sinh môn đệ tử đều đã đi tới Trường Sinh trên quảng trường lấy đám người nam cung hiên đại trưởng lão làm đầu tất cả đệ tử trường sinh môn tất cả đều khoanh tay mà đứng cung kính kính trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt trong đó tự nhiên có một ít lăng tiêu khuôn mặt quen thuộc tỷ như nam cung tình lệnh thanh thanh liễu phiêu phiêu lăng tiêu ký danh đệ tử tiêu mục đại sư vương truyền hùng cổ trung uông hàm lệnh tuyệt trần hạ hoang đám người tất cả đều đi tới trường sinh đỉnh núi lăng tiêu cùng cẩm sắt quay đầu lại ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người mà khi mọi người thấy được cẩm sát bên người lăng tiêu, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nữ tử váy đỏ bên cạnh lăng tiêu kia, không phải là trường sinh trí tôn sao? Giờ phút này, trường sinh trí tôn thần tượng cùng cẩm sát xa xa đối diện, nhưng vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều là giống nhau như đúc. Bái kiến thôn thiên trí tôn tổ sư, bái kiến trường sinh trí tôn tổ sư, tất cả mọi người là hơi sững sở, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được. Nhào nhào hướng lăng tiêu cùng cẩm sát thi lễ thật sâu vạn năm trước thôn thiên trí tôn cùng trường sinh trí tôn kinh tài tuyệt diễm nhất trường sinh môn đều xuất hiện đây là trường sinh môn may mắn cũng là thiên hạ may mắn nam cung hiên cùng đại trưởng lão cùng đông đảo trường lão trong ánh mắt một đám tràn đầy thân sắc vô cùng kích động phảng phất thấy được trường sinh môn trở thành thiên hạ đệ nhất thánh địa ngày đó cả người đều đang run rẩy mà nam cung tỉnh lệnh thanh thanh cùng liễu phiêu phiêu mấy nữ trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu tràn đầy phức tạp cùng chua sót tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ bầu trời trường sinh môn giống như sấm sét nổ vang, chấn động hư không bốn phương. Mà Lăng Tiêu nắm chặt tay cầm sắt, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn về phương xa, cả người đều tản ra một cỗ khí thế vô địch trên trời dưới đất. Dưới sự chủ trì của Lăng Tiêu, Trường Sinh Môn chuyển vào trong Thiên Thần Thạch, hơn nữa còn đặt tên cho nó là Trường Sinh Giới. Trường Sinh Giới tuy rằng không khổng lồ như Chiến Thần Giới, nhưng cũng là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Phương viên ngàn vạn dặm núi sông đều đã trở thành địa vực của Trường Sinh Môn, trong trường sinh giới, sơn hà mênh mông, từng tòa thần nhạc đột ngột mọc lên, vô số chân cầm dị thú ở giữa núi cao bôn đằng, sinh trưởng vô số linh dược chân quý cùng kỳ hoa dị thảo. Trường sinh giới là một mảnh thế giới mới, trong đó linh khí nồng đậm trình độ gấp 10 gấp trăm lần chiến thần giới. Cho nên trường sinh giới đối với toàn bộ trường sinh môn mà nói, mới thật sự là vô thượng thánh địa. Ngộ đạo thụ hình như là càng thích trường sinh giới, hơn nữa ở lăng tiêu thúc dục trường sinh giới bổn nguyên lực lượng, để ngộ đạo thụ rất nhanh sinh trưởng, hôm nay đã có hơn một ngàn trượng cao, tán cây như mái vòm, canh lá sung xuê, tản ra thần bí mà cổ xưa khí tức. Ngộ đạo thụ bao phủ trong phạm vi, càng là trở thành vô thượng tu luyện thánh địa, để trường sinh môn đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trường sinh Sơn trực tiếp bị lăng tiêu chuyển vào trường sinh giới bên trong, đồng thời để cho lão Sơn Dương một lần nữa rời đi 360 tòa thần nhạc, bày ra chu thiên tinh thần trận, mà bát hoang vực, lăng tiêu cũng không có buông tha, thì là trở thành trường sinh ngoại môn. Nội môn ở trường sinh giới, ngoại môn ở bát hoang vực. Chỉ có đệ tử thiên phú tuyệt luân mới có thể tiến vào trường sinh giới. Cho nên, trường sinh môn đệ tử từng cái nhiệt tình tăng vọt, tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Vốn Nam Cung Hiên muốn đem vị trí tông chủ tăng cho Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu cùng cẩm sát đều không có đồng ý, mà là để cho Nam Cung Hiên tiếp tục chỉ huy trường sinh môn, khôi phục cổ chế, lên trời tế tổ trở thành một đời trưởng giáo trí tôn trường sinh môn có thể nói là mỗi ngày một bộ dáng đã bắt đầu hướng tới thiên hạ đệ nhất thánh địa khí tượng chuyển biến chiến thần điện trước sau hai đời truyền nhân đều bị lăng tiêu bắt lại bất quá hỗn độn thánh thể cùng ngũ hành thánh thể tuyệt thế thiên phú vẫn là để lăng tiêu vô cùng coi trọng bất quá sau khi hắn cùng chư cương liệt cẩn thận điều tra một chút mới phát hiện hai người này căn bản không phải hỗn độn thánh thể cùng ngũ hành thánh thể chân chính, ở trong cơ thể bọn họ, đều có ấn ký ba tuần ma thần vương lưu lại, dĩ nhiên đều là vạn hóa ma thần ba tuần ma thần vương tuyển chọn. Đặt hỗn độn thánh thể cùng ngũ hành thánh thể, bất quá là ba tuần ma thần vương rút ra một tia hỗn độn pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc dung nhập vào trong cơ thể bọn họ nguyên nhân. Chủ nhân, hỗn độn thánh thể cùng ngũ hành thánh thể, coi như là ở trong thần giới cũng là cao cấp nhất thiên phú có rất lớn hy vọng chứng đạo thành thánh hai người này chỉ là hư ảo mà thôi chư cương liệt cũng là có chút thất vọng hắn lúc trước thậm chí nóng lòng muốn thử nhìn xem có thể hay không thôn phệ hai người này huyết mạch thiên phú hôm nay xem ra cũng là hắn suy nghĩ nhiều hai tên xui xẻo này cuối cùng mất đi bất kỳ giá trị nào cũng đều bị chư cương liệt làm thịt chiến thần điện đại bộ phận cường giá đều ở trong trận chiến này tử thương hầu như không còn những người khác chỉ sợ cũng sớm đã đào tẩu hơn nữa căn cứ lăng tiêu lấy được tin tức chiến thần điện hạch tâm nơi căn bản không ở chiến thần giới mà là ở vực ngoại tinh không lăng tiêu bỏ qua đi tìm chiến thần điện phiền toái mà là chuẩn bị đi trước vạn quan sơn đi một chuyến vèo lăng tiêu cưỡi lão sơn dương cẩm sắt cưỡi ở bạch long mã phía trên rời đi trường sinh môn hóa thành một đạo sáng chói lưu quang tốc độ nhanh đến cực hạn hướng về vạn quan sơn mà đi chư cương liệt cùng chu tiêu thì bị hắn giữ lại dạy đệ tử trường sinh môn tu luyện lăng tiêu hôm nay đã triệt để luyện hóa thiên thần thạch hơn nữa mở ra một cái trường sinh giới thông hướng bát hoang vực cố định thông đạo bởi vậy lăng tiêu mang theo thiên thần thạch trong một ý niệm liền có thể tiến vào đến trường sinh giới bên trong theo lăng tiêu thân thể thành thần về sau hắn mới phát hiện thiên thần thạch đúng là một kiện vô thượng thần khí thậm chí có thể lưu lại làm chấn áp trường sinh môn khí vận sử dụng có thiên thần thạch cho dù là thần linh cũng đừng nghĩ đánh vào trường sinh giới bên trong mà khống chế thiên thần thạch thậm chí có thể bằng vào thiên thần thạch thần uy chấn áp thần linh vạn quan sơn chính là một trong tám cấm địa của chiến thần đại lục trong truyền thuyết ẩn chứa sinh tử chi khí vô tận tự thành pháp tắc thế giới ẩn chứa vô số thượng cổ thần quan rất nhiều đều là cường giả thượng cổ trí trước khi chết đem mình chôn vào trong vạn quan sơn để một ngày kia có thể sống lại trở về lúc trước tu nhân vương từng nói cho lăng tiêu tu la trí tôn chính là lấy thời gian thần mục làm quan tài đem chính mình chôn vào trong vạn quan sơn hôm nay lăng tiêu cũng là hy vọng có thể ở trong vạn quan sơn tìm được mặt khác sáu đệ tử cùng với tu la trí tôn lão sơn dừng cùng bạch long mã lúc trước vẫn là đối trọi gay gắt thậm chí còn là một trận bất quá hiện tại tốt giống như là hai huynh đệ đồng dạng một bên hướng về vạn quan sơn cấp tốc phi hành một bên mặt tặc mày chuột nói chuyện với nhau Lăng Tiêu cũng là có chút không nói gì, Bạch Long mã người này lúc trước tuy rằng ngạo khí điểm, nhưng coi như tương đối đơn thuần, nhưng hiện tại xem ra thậm chí có một loại muốn bị lão sơn dương mang hư xu thế. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt cùng nhau đạp mây mù đầy trời mà đi, phía dưới núi sông trắng lệ, mênh mông vô cùng, thập phần xinh đẹp. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đều là thập phần thoải mái, cũng rất hưởng thụ thời gian như vậy. Lăng Tiêu ca ca một vạn năm trước lâm phong bảy người bọn họ thân bị trọng thương ngộ đạo thụ cũng ở trong trận chiến đó bị phá hủy ta lấy ngộ đạo thụ làm quan tài đem bọn họ bảy người đồng thời chôn cất ở trong vạn quan sơn theo lý thuyết bảy người bọn họ hẳn là đều còn ở vạn quan sơn mới đúng nhưng kiếm nhất đã đi ra chỉ sợ lâm phong bọn họ cũng đã xảy ra chuyện trong ánh mắt cẩm sắt lộ ra một tia lo lắng nhẹ giọng nói lăng tiêu cầm cẩm sắt tay khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, kiếm nhất nếu không có việc gì, ta tin tưởng lâm phong bọn hắn hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện, hết thảy đến vạn quan sơn sẽ biết. Cẩm sát gật gật đầu nói, lăng tiêu ca ca, vạn quan sơn chính là một trong tám đại cấm địa, từ thượng cổ truyền thừa đến nay, trong đó có không ít bí mật. Vạn năm trước, ta từng gặp được một tôn thần linh, tự xưng tử tộc, hơn nữa cùng hắn là một hồi, tử tộc thực lực rất mạnh, người chuyến này cần phải cẩn thận. Tử tộc, trong vạn quan sơn còn có cường giả thần linh sao, trong ánh mắt lăng tiêu tinh màng chợt lóe, chậm rãi hỏi. Vạn Quan Sơn vô cùng thần bí, có rất ít sinh linh dám bước vào trong Vạn Quan Sơn, trí cường giả cũng là sau khi chết mới có thể đem chính mình chôn vào trong Vạn Quan Sơn, nhưng là tình huống Vạn Quan Sơn, rất ít người có thể nói rõ ràng. Trong Vạn Quan Sơn ẩn chứa nồng đậm sinh tử chi khí, mà tử khí cơ hồ chiếm cứ chín thành chín trở lên, bởi vì cái gọi là âm cực sinh dương ta đoán những tử tộc kia chỉ sợ đều là chôn cất ở vạn quan sơn thượng cổ cường giả không biết nguyên nhân gì một lần nữa thức tỉnh về sau thức tỉnh mới ý thức mà hình thành mới nhất tộc cẩm sắt chậm rãi nói ra suy đoán trong lòng mình nếu thật sự là như thế ta đây thật đúng là muốn kiến thức một chút tử tộc cường giả lăng tiêu khẽ cười nói coi như là thượng cổ thần linh thức tỉnh lăng tiêu cũng không có chút nào anh ngại ở trong giới này có tư cách trở thành lăng tiêu địch nhân chỉ sợ căn bản không có mấy người vạn quan sơn rất nhanh sẽ tới đây là một mảnh hắc vụ bao phủ địa vực từng tòa cao vạn trượng núi cao đột ngột mọc lên nhưng tất cả đều bị sáng trói hắc vụ bao phủ lên ẩn chứa nồng đậm tử khí mơ hồ có thể nhìn thấy hắc vụ bao phủ địa phương có rất nhiều to lớn quan tài ẩn hiện hơn nữa tản ra một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức vạn quan sơn ở trong bát đại cấm địa đều là vô cùng thần bí cùng táng thần quật có chút tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống nhau nếu táng thần quật là một chiến trường thượng cổ thần ma thì vạn quan sơn có thể nói là một phần của u minh địa ngục thậm chí có người tin tưởng nếu là đem chính mình chôn vào trong vạn quan sơn là có thể chuyển thế sống lại trong vạn quan sơn vô cùng nguy hiểm cho dù là cường giả trí tôn cũng không dám dễ dàng bước vào trong đó bởi vì tử khí thuần túy sẽ cướp đoạt tất cả sinh cơ cường giả dưới trí tôn cảnh chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi xương khô chí tôn cường giả mặc dù có thể chống đỡ từ khí xâm nhập nhưng là dễ dàng cũng sẽ không bước vào trong đó bốn phía vô cùng yên tĩnh vô luận là tiếng gió tiếng nước hay là tiếng gào của yêu thú đều biến mất không thấy một loại khí tức quỷ dị tràn ngập ra để cho lão sơn dương cùng bạch long mã đều là buông tha nói chuyện với nhau dựng thẳng lỗ tai trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác lăng tiêu vốn định để cẩm sắt tu dưỡng ở trường sinh môn nhưng cẩm sắt cố ý muốn cùng lăng tiêu đến đây lăng tiêu suy nghĩ một chút liền đáp ứng tuy rằng cẩm sắt hiện giờ không có chút tư vi nào chính là một nữ tử yếu đuối nhưng có lăng tiêu ở đây tự nhiên không có khả năng để cho bất luận kẻ nào thương tồn cẩm sắt lăng tiêu cùng cẩm sắt cùng nhau tiến vào vạn quan sơn thu liễm khí tức trên người chậm rãi tiến về phía trước từng ngọn núi đều bị hắc vụ bao phủ thoạt nhìn thập phần kỳ lạ có chút trên núi cao tràn đầy cổ sư quan tài có chút thậm chí đều vỡ nát ra lộ ra trong đó hai cốt nhưng có chút núi cao bên trong khí tức lại thập phần cường đại chỉ có một tòa quan tài trôi nổi ở trên không phảng phất là lãnh địa bình thường độc chiếm một tòa núi cao lăng tiêu có thể nhìn ra có thể độc chiếm một tòa núi cao quan tài đều là thượng cổ thần vật đúc thành thời gian thần mộc bàn đào thần mộc không gian thần mộc trăm vạn năm thanh trúc mộc màu vàng lôi kích mộc chỉ là những thần vật kia đúc thành quan tài không biết tồn tại bao nhiêu năm giờ phút này đều bao phủ một tầng tử khí thần tính ba động tiêu tán chỉ còn lại có âm trầm tử khí mà những quan tài kia đều bảo tồn vô cùng hoàn hảo lăng tiêu thậm chí có thể từ trong đó cảm giác được có khí tức cường đại truyền ra không sống không chết thập phần huyền diệu lăng tiêu chẳng lẽ những quan tài kia sau khi mở ra thật đúng là sẽ có thượng cổ thần linh hoạt lại đây sao lão sơn dương vô cùng kinh ngạc nhìn núi cao bốn phía nó cùng bạch long mã cũng là lần đầu tiên tới vạn quan sơn đối với hết thảy chung quanh đều cảm giác được rất tò mò mà Vạn Quan Sơn cái loại này thần bí khí tức cùng dao động, lại để cho bọn hắn cả người cảm giác được không được tự nhiên. Nơi này giống như là u minh địa ngục đồng dạng, chỉ có vật chết mới có thể tồn tại, mà sinh linh ở đây sẽ bị Vạn Quan Sơn pháp tắc áp chế. Mặc dù lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã đều có thể chống lại tử khí xâm nhập, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được rất không thoải mái. Ngươi có thể thử xem." Lăng Tiêu như cười như không nhìn thoáng qua lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã nóng lòng muốn thử. Bất quá hai người này suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Ai biết bên trong quan tài nhảy ra chính là đồ chơi gì, nếu là thật thả ra một cái chúng nó cũng đối phó không được đồ vật, kia mặt có thể liền mất đại phát, đều là một đám vật chết mà thôi, không cần phải quan tâm, chúng ta vẫn là mau đi tìm Lâm Phong Hiền chất bọn họ đi." Lão Sơn Dương khoát tay áo, chẳng hề để ý nói. Lăng Tiêu và Cẩm Sắt đều mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước. "Lăng Tiêu ca ca," trong truyền thuyết Vạn Quan Sơn có 10 vạn ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi ẩn chứa sinh tử khí đều bất đồng. Vạn năm trước ta dưới sự chỉ điểm của phong thủy thế gia, đem lâm phong bọn họ chôn cất ở nơi âm long hội tụ, chính là tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Sinh tử khí đạt tới một loại cân bằng hoàn mỹ, chẳng những có thể phong ấn thương thế của bọn họ, hơn nữa còn có thể tẩm bổ thân thể của bọn họ. Cẩm sắt chỉ vào một ngọn núi phía trước nói. Nơi đó rồng chiếm cữ, từng ngọn núi giống như cự long bình thường, tọa lạc ở trên mặt đất, cuối cùng hội tụ ở trung ương nhất một ngọn núi bên trong, ngọn núi kia giống như một đạo cực lớn môn hộ, vuông vắn chính trực, thập phần kỳ diệu, nhưng ẩn chứa nào đó thần bí lực lượng. Ngọn núi kia thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, từ khí màu đen cùng sinh khí màu trắng hội tụ, đan xen vào nhau, thế nhưng hình thành một loại cân bằng thập phần hoàn mỹ. Chúng ta đi. Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, nắm tay cầm sắt hướng ngọn núi kia bay đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, kia một tòa núi cao hai bên, vậy mà đều có 36 tòa lòng hình sơn mạch, giống như âm long bình thường hội tụ, tản ra một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế, hơn nữa tử khí tràn ngập. Ngay khi Lăng Tiêu và Cẩm Sắt tiếp xúc với dãy núi này, tử khí màu đen bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Ầm ầm, giống như lôi đỉnh màu đen nổ tung, thần quang màu đen thoáng hiện trong hư không, từ trong sơn mạch hai bên, lại lao ra hơn 10 tôn răng nanh mặt xanh, toàn thân đen kịt, cương thi mặc trang phục thượng cổ, từng cái tử khí tràn ngập, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khí tức của mấy mấy tôn cương thi kia cũng không yếu hơn cường giả trí tôn bình thường bao nhiêu, nhưng lại không có chút linh trí nào. Để lăng tiêu có chút kinh ngạc chính là, ở giữa bọn họ có một tôn mặc khắc bào, lưng đeo một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn sắc mặt vô cùng tái nhợt thanh niên. Thanh niên kia thập phần anh Tuấn, da thịt tản ra sáng bóng như ngọc, nếu không phải cả người tử khí tràn ngập, không có một chút sinh cơ dao động, cơ hồ cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Trong đôi mắt hắn tràn đầy hàn mang lạnh như băng, nhìn chăm chăm lăng tiêu cùng cẩm sắt, trong miệng truyền ra một đạo thanh âm âm lãnh. Lại dám tự tiện xông vào thánh địa tử tộc ta, nếu đã đến, vậy thì giữ mạng lại đi. Thanh niên áo đen trong thanh âm không có chút cảm tình dao động, nhưng là hắn cùng chung quanh những cương thi kia không giống nhau, thậm chí có linh trí. Mà khí tức của hắn dao động, dĩ nhiên so với phong hào trí tôn cũng không kém bao nhiêu, cả người tản ra một cỗ ngạo khí lạnh như băng. người của tử tộc, trong ánh mắt lăng tiêu tinh mang chật lóe, lộ ra một tia kỳ dị. quả nhiên giống như cẩm sắt nói, trong vạn quan sơn thật sự xuất hiện cường giả tử tộc. kiếp trước thời điểm, lăng tiêu biết vạn quan sơn thập phần thần bí, trong đó thậm chí có cương thi cường đại lui tới, nhưng không có chút nào linh trí. hôm nay hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có linh trí tử tộc cường giả. tiểu tử, người rất cuồng a, à. cái gì tử tộc thánh địa? một đám ra hỏa chết thấu cũng dám tự xưng tử tộc các ngươi đã không chết thấu bổn đế không ngại lại giết các ngươi một lần trong ánh mắt lão sơn dương lộ ra một tia cười lạnh tiểu tử áo đen này vừa xuất hiện liền hô đánh hô giết cuồng ngạo vô cùng nhất thời liền chọc giận lão sơn dương thức thời lời nói liền ngoan ngoãn tránh ra nếu không chúng ta liền bình cái này cho má vạn quan sơn bạch long mã chừng to mắt khinh thường nhìn thanh niên áo đen nói chỉ là không biết lúc nào, Bạch Long Mã vậy mà bị Lão Sơn Dương lừa dối gọi nhị ca, để Lăng Tiêu hơi có chút im lặng. Hắc bào thanh niên nghe được Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã nói về sau, lập tức trong ánh mắt sắt cơ chợt lóe, lạnh giọng nói, các người muốn chết. Bùm! Theo thanh niên áo đen chỉ về phía Lăng Tiêu, Bạch Long Mã và Lão Sơn Dương, lập tức mười mấy cương thi mặt xanh răng nanh kia tản ra từ khí bằng bạc, nhào tới Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, thật không ngờ cái này áo bảo đen thanh niên cũng dám đánh cầm sắt chủ ý, lập tức lạnh lùng nói, đêm này hơn mười đầu cương thi đều làm thịt, người này trực tiếp dự định tứ chi, bắt sống. Được. Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã nghe được Lăng Tiêu nói, nhất thời đều là cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra không có hảo ý thần sắc. Bùm. Lão Sơn Dương thi triển thôn thiên bí thuật, từ khi bốn phía nhau nhau hướng về nó hội tụ mà đến, trong nháy mắt trên người nó một cỗ mãnh liệt thôn thiên chi hỏa bốc lên, đột nhiên hướng về mấy tôn cương thi bao phủ mà đến. Thôn thiên chi hỏa chính là trí chí dương chi hỏa, khắc chế nhất những cương thi này từ vật. Hơn nữa lão sơn dương tu vi vốn là vật xa bọn họ, cơ hồ giống như là chặt dưa thái rau bình thường. Những cương thi này lực lớn vô cùng, hơn nữa đau thương không vào, hung hãn không sợ chết, nhưng dưới sự thiêu đốt của thôn thiên chi hỏa, đều phát ra tiếng giống điên cuồng, rất nhanh đã bị đốt thành một mảnh cho bụi. Bọn quái dị, nếm thử thiên mã lưu tinh quyền của Gia, Gia ta. Bạch Long Mã cũng là quái kêu một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng tia chớp, thi triển cực tốc, móng ngựa đột nhiên hướng về những cương thi kia đạp tới. Ở Bạch Long Mã cực tốc trước mặt, những cương thi kia đều giống như là rùa đen đồng dạng, chậm đến khó có thể hình dung. Bùm! Cương thi tuy rằng đau thương không vào, nhưng thiên mã lưu tình quyền của Bạch Long Mã, ngay cả phong hào trí tôn cũng có thể đánh chết, chân long trí tôn đều bị nó đạp đến đầu óc chóng váng, đám cương thi này làm sao có thể ngăn cản được. Cơ hồ giống như là vỗ dưa hấu đồng dạng, từng tôn cương thi đầu đều nổ tung, bị Bạch Long Mã toàn bộ đánh chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, cương thi bên người thanh niên áo đen đã bị giết không còn một mảnh. Thanh niên áo đen đều không kịp phản ứng, ngây dại. Hắn thật không ngờ, thoạt nhìn giống như là cái kia hai cái nhân tộc tọa kỵ gia hỏa, vậy mà tàn bạo như thế, trong nháy mắt liền để cho hắn thành người cô đơn. Hỗn đản, ta muốn giết các ngươi, Đợi đến khi hắc bò thanh niên kịp phản ứng, tất cả cương thi đều bị giết sạch, lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã đều là không có hảo ý nhìn chằm chằm hắc bò thanh niên. Thanh niên áo đen lập tức nổi giận, tử khí quanh thân bốc lên, thần quang màu đen giống như tia chớp, ẩn chứa khí hủy diệt thuần túy. Hắn rút ra sau lưng một thanh cổ kiếm, nhất thời màu đen kiếm khí bốc lên, hào quang mãnh liệt chói mắt, giống như một đạo màu đen sông dài, ngang trời hướng về lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã chấn áp xuống. Đây là Khai Dương cổ kiếm ánh mắt lăng tiêu chật lóe, rốt cục nhận ra cổ kiếm trong tay thanh niên áo đen, dĩ nhiên là cổ kiếm khai dương hắn ban cho sáu đệ tử lưu cách thần. Cổ kiếm khai dương đều rơi vào trong tay thanh niên áo đen, xem ra hắn nhất định biết tung tích của đám lưu cách thần. Bùm! Lão Sơn Dương trong tay quang mang chợt lóe, yêu thánh quyền trượng ẩn chứa vô cùng thần uy, đột nhiên cùng áo bào đen thanh niên trong tay khai dương cổ kiếm va chạm một chút, kích khởi vạn trượng quang mang, thanh niên áo đen trong nháy mắt đã bị cỗ thần uy vô cùng kia chấn động bay ra ngoài, nhưng không đợi hắn đứng vững thân hình, Bạch Long Mã hèn mọn đã đi tới phía sau hắn, loảng xoảng loảng xoảng một móng đệm xuống, nhất thời nện thanh niên áo đen đầu choáng váng mắt đen, đầu đều phẳng phất muốn nổ tung. Cẩu vật, cho người kiêu ngạo, cho người đắc ý. Bạch Long Mã một chiều đắc thủ, làm sao còn có thể dừng lại? phối hợp giữa hắn và lão sơn dương rượu đến đỉnh điểm nhất thời lại là loảng xoảng loảng xoảng mấy cái thiên mã lưu tinh quyền trực tiếp đem thanh niên áo đen đập cho trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh mang theo hắn chúng ta trước tiên đi lên ngọn núi kia nhìn xem lăng tiêu bất chấp đi thẩm vấn thanh niên áo đen trực tiếp phân phó một tiếng mang theo cẩm sắt bay lên ngọn núi kia thân phận của người này trong tử tộc hẳn là không đơn giản nói không chừng đã khiến cho những lão quái vật kia chú ý Gia hỏa trẻ tuổi như vậy đều là tu vi phong hào trí tôn, những lão quái vật tử tộc kia khẳng định đều là cường giả thần linh trở lên. Lăng tiêu cũng không ngây ngại cùng tử tộc đánh một trận, nhưng vẫn là trước đi xem cẩm sắt theo như lời địa phương kia, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vèo, lăng tiêu cùng cẩm sắt rất nhanh đã đi tới ngọn núi kia. Bốn phía hắc bạch nhị khí tràn ngập tản ra một cỗ khí tức cực kỳ huyền diệu, nơi này hoa cỏ cây cối, đều phẳng phất tràn ngập một cỗ sinh tử khí, lăng tiêu ca ca quan tài ngộ đạo thụ hẳn là ở trong sơn động kia cẩm sắt nhìn bốn phía sau đó ánh mắt sáng lên chỉ vào một sơn động giữa sườn núi nói cái kia một chỗ sơn động phun mỏng hắc bạch chi khí ánh sáng rực rỡ tràn ngập tản ra một cỗ thần bí dị tượng lăng tiêu có thể cảm giác được sinh tử chi lực ở nơi đó chiếm được một loại thập phần thần bí cân bằng thậm chí trong sơn động phun ra sinh tử lực dĩ nhiên so với hoàng tuyển thánh hà sinh tử lực cũng không kém chút nào vô cùng tinh thuần Lăng Tiêu thậm chí đều hoài nghi, sơn động này có phải hay không thông hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đi vào trong sơn động. Sơn động vô cùng rộng lớn, đi vào chỗ sâu hơn ngàn trượng, liền thấy được một mảnh huyệt động thật lớn, lại giống như âm dương thái cực đồ, ẩn chứa nồng đậm sinh tử chi khí. Lăng Tiêu ca ca, quan tài chôn lâm phong quả nhiên không thấy. Cẩm Sắt nhìn bệ đá giữa sơn động, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, một vạn năm trước, cẩm sát tìm được nơi này, đem lâm phong bảy người chôn cất ở trong một tòa quan tài lớn, đặt ở nơi này. Ở trong vạn quan sơn, chỉ cần quan tài kết thúc, sẽ cùng nơi đây sinh tử chi khí, thiên địa pháp tắc hòa là một thể, cơ hồ không ai dám động vào vạn quan sơn bên trong quan tài, nếu không nhất định sẽ có chuyện không lành phát sinh. Cho nên, cẩm sát mới có thể yên tâm đem quan tài đặt ở chỗ này. Đây cũng là nơi phong thủy tuyệt hảo trong miệng thế gia, có thể dưỡng hồn luyện thể, duy trì sinh cơ, thậm chí cải từ hồi sinh nhưng hôm nay tới đây lại phát hiện quả nhiên đúng như cẩm sắt dự đoán, quan tài đã biến mất không thấy đâu nữa. Lăng tiêu trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, nếu là quan tài biến mất không thấy, rất lớn khả năng chính là cùng từ tộc có quan hệ. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên áo đen đã ngất đi, lạnh lùng nói, đánh thức hắn. Được rồi. Bạch Long mã hắc hắc cười quái dị một tiếng, một chân đạp vào mặt thanh niên áo đen, lập tức đạp tỉnh thanh niên áo đen, hắc bào thanh niên từ từ tỉnh lại, thấy được trước mắt một khuôn mặt dây cùng một khuôn mặt ngựa, nhất thời giận tím mặt, liền muốn phản kháng, kết quả loảng xoảng một tiếng, một thanh đại khảm đao gác ở trên cổ hắc bào thanh niên, phun ra nuốt vào mũi nhọn. Tiểu tử, người tốt nhất thành thật một chút, nếu không ra ra ta cho ngươi ngay cả người chết đều làm không được. Bạch Long Mã không biết từ nơi nào lấy được đại khảm đao, hiển nhiên một cái du côn lưu manh, nhìn chăm chăm áo bào đen thanh niên dương đắc ý nói. Hắc bào thanh niên tuy rằng ngạo khí, nhưng cũng biết giờ phút này đã là tù nhân, không có quản bạch long mã cùng lão sơn dương này hai cái ngu hàng, nhìn chăm chăm lăng tiêu nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi trả lời làm cho ta hài lòng, ta không ngại tha cho ngươi một mạng. Lăng tiêu nhìn chăm chăm thanh niên áo đen, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết nơi này có một tòa quan tài? Hắc bào thanh niên biến sắc, nhìn chăm chăm lăng tiêu hỏi, nơi này là quan tài là một vạn năm trước ta đặt ở chỗ này nếu là ta không có đoán sai chỉ sợ đã rơi vào các ngươi tử tộc trong tay đi ánh mắt cẩm sắt rất bình tĩnh nhưng lại phảng phất có một loại nhìn thấu lòng người lực lượng để cho hắc bào thanh niên cũng không khỏi cả người run lên ngươi là ngươi là nữ nhân một vạn năm trước đả thương gia gia kia trong ánh mắt thanh niên áo đen lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin hắn từng nghe gia gia nói qua vạn năm trước một nhân tộc nữ tử tiến vào vạn quan sơn muốn chôn cất một tòa quan tài, kết quả cùng Gia Gia đánh một trận, cuối cùng còn đả thương Gia Ra của hắn. Hôm nay, một vạn năm trôi qua, nữ tử nhân tộc kia vậy mà không có chết, lại tới nơi này. Thanh niên áo đen biết, sắp xảy ra đại sự. Nhưng là nhìn lăng tiêu đám người đằng đằng sát khi ánh mắt, hắn biết chỉ sợ không nói ra hôm nay thật đúng là sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu các ngươi thả ta, ta có thể trở về cầu ra ra, để cho hắn đem cỗ quan tài kia trả lại cho các ngươi. Thanh niên áo đen đảo trong mắt, chậm rãi nói ra bùm. Bất thình lình, Bạch Long mã lại một chân đạp vào đầu thanh niên áo đen, đạp cho hắn mắt nổi sao vàng, đầu óc biến thành màu đen, gần như muốn ngất đi. Tiểu tử, ngươi đùa giỡn chúng ta đâu? Thả ngươi trở về, ngươi thật đúng là cho chúng ta ngốc a. À? Dám cùng Gia Gia ta đùa dẫn tâm nhãn, có tin Gia Gia ta chém chết ngươi hay không? Bạch Long mã chừng đôi mắt to, bất thiện nhìn thanh niên áo đen nói. Hắc bò thanh niên trong lòng hận chết lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã, trong lòng nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hai tên hỗn đàn này bầm thay vạn đoạn, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn nặn ra một bộ dáng tươi cười nói, Gia Gia của ta là tử tộc tam trưởng lão, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta trở về cầu Gia Gia, hắn nhất định sẽ đem tòa quan tài kia trả lại cho các ngươi. Trong mắt lão Sơn dừng lóe lên sát cơ, cười lạnh nói, cỗ khí tức cường đại kia, ẩn chứa nồng đậm khí tức tử vong. Không có chút sinh cơ dao động, hơn nữa tản ra một cỗ sát ý lạnh như băng cùng bạo nộ, hẳn là người của tử tộc. Chúng ta đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cùng cầm sắt sóng vai đi ra sơn động. Bên ngoài sơn động xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh cường đại vô cùng. Dẫn đầu là một lão già mặc hắc bào, khuôn mặt già nua, ánh mắt thâm thúy mà lạnh như băng, trên người mặc đạo bào cổ xưa, thoạt nhìn có chút cụ nát, giống như là quần áo của một môn phái nào đó, cả người tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố, đằng đằng sát khí, đem mấy người lăng tiêu tập trung lại. Hắc bào lão già dĩ nhiên là một tôn thần linh cường giả, quanh thân thần uy tràn ngập, tản ra cường đại pháp tắc ba động, phảng phất để cho bốn phương hư không đều tại hơi hơi rung động. Mà phía sau hắn cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đều là mặt xanh răng nanh cương thi, nhưng thực lực so với áo bào đen thanh niên mang đến những cương thi kia mạnh hơn nhiều. Là ngươi. Lão giả áo đen liếc mắt một cái liền thấy được cầm sát bên người lăng tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ. Lão giả áo đen chính là gia gia của thanh niên áo đen kia, tam trưởng lão tử tộc, cường gia tử tộc một vạn năm trước từng bị cầm sát đả thương, hắn cũng thật không ngờ, một vạn năm trôi qua, cẩm sắt lại tới nơi này. Giống như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lão giả áo đen lộ ra một tia âm lãnh. Buông cháu trai của ta ra, ta có thể cho các ngươi rời đi. Hắc bào lão giả nhìn chăm chăm cẩm sắt cùng lăng tiêu nói, ánh mắt rất lạnh lùng. Người biết mục đích chúng ta tới đây, giao ra quan tài ta để lại đây, chúng ta có thể tha cho hắn một mạng, nếu không, các ngươi đều phải chết. Cẩm sắt nhìn lão giả áo đen một cái, thập phần bình tĩnh nói, giống như là đang tự thuật một sự thật cuồng vọng, ánh mắt của lão già áo đen trong nháy mắt liền âm trầm xuống, cười lạnh nói, "Nơi này là tử tộc, các ngươi không có tư cách nói điều kiện. Cháu trai của ông đều thừa nhận quan tài bị các ông lấy đi, ông lại còn trợn mắt nói dối." Bạch Long Mã liếc mắt nhìn lão già áo đen một cái, đại khảm đao để lại một vết máu trên cổ thanh niên áo đen, dừng tay. Hắc bào lão già gân xanh bốc lên, trong ánh mắt lóe ra chọn người mà phệ quang mang hận không thể hiện tại liền làm thịt bạch long mã cùng lăng tiêu mấy người, nhưng hắc bò thanh niên ở trong tay bọn họ, để cho hắn có chút ném chuột vỡ đổ. Ông nội, mau cứu con! Thanh niên áo đen vừa nhìn thấy lão giả áo đen, trong ánh mắt liền tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm lăng tiêu cùng cẩm sắt nói, thả cháu ta, các người không nên quên, nơi này là vạn quan sơn, ta tử tộc địa bàn, lão già áo đen cuối cùng vẫn thỏa hiệp xem ra đứa cháu này ở trong lòng hắn địa vị rất cao lăng tiêu cũng là có chút kinh ngạc những tử tộc này quả thực chính là sống chết người rất khó rời khỏi vạn quan sơn dựa vào nồng đậm tử khí mà sống chính là một loại thập phần kỳ dị trạng thái chỉ là lăng tiêu không nghĩ tới chính là bọn họ thậm chí có cùng nhân loại giống nhau linh trí thậm chí còn có tình cảm vậy còn phí lời gì để cho các ngươi có thể làm chủ lại đây bạch long mã cười lạnh một tiếng nói được các ngươi chờ Lão già áo đen mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng vì mạng nhỏ của cháu trai, vẫn làm theo. Chỉ thấy trong tay hắn xuất ra một cây hương đốt lên, xương khói lượn lờ, tàn ra một loại kỳ dị ba động, sau đó hư không bắt đầu rung động lên. ầm ầm, tử khí màu đen mãnh liệt, hư không bốn phương đều đang chấn động kịch liệt, một đạo ba động cổ xưa mà thần bí tràn ngập ra. Răng rắc, hư không trong nháy mắt vỡ nát, một tòa hắc quan khổng lồ ngang trời mà đến, tản ra thần uy vô cùng mênh mông, hơn nữa xung quanh đi theo mấy lão già mặc hắc bào, phía sau còn có hơn trăm cương thi mặt xanh răng nanh. Mấy lão già áo đen kia cũng giống như lão già áo đen trước mắt, tất cả đều là cương giả thần linh cảnh. Mà để lăng tiêu coi trọng nhất, lại là cái kia một tòa hắc quan, trong hắc quan tản mát ra khí tức, để lăng tiêu đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Ông, hắc quan chậm rãi mở ra, trong đó có một người mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay thoạt nhìn mặt như trẻ con tiên phong đạo cốt lão giả ngồi dậy hắn đội vũ quan thoạt nhìn sắc mặt rất tái nhợt lúc hai mắt mở ra phảng phất như mình địa ngục mở ra ẩn chứa một cỗ hào quang thần bí câu hồn đoạt phách làm cho người ta phảng phất không tự giác muốn lâm vào trong đó mặc thông vì sao lấy dẫn hồn hương kinh động tộc trưởng lão giả đạo bào kia chính là tộc trưởng tử tộc mà một lão giả áo đen bên cạnh hắn mặt không chút thay đổi nói Mặc thông vội vàng thi lễ với đạo bào lão giả trong hắc quan, cười khổ một tiếng nói, tộc trưởng, ta cũng không có cách nào. Hai nhân tộc này uy hiếp tôn nhi mặc thiên lâm của ta, để ta giao ra cỗ quan tài vạn năm trước lưu lại nơi đây, ta không có cách nào chỉ có thể mời tộc trưởng ra. Quan tài ở đây, lời nói của mặc thông làm cho phần đông trưởng lão tử tộc đều biến sắc, lộ ra sát ý lạnh lẽo, ngay cả trong ánh mắt tộc trưởng mặc hồn cũng là phong màng lóe lên. Vạn quan sơn này hết thảy đều thuộc về tử tộc ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám cướp đồ của tử tộc ta? Cho dù tòa hắc quan kia là bọn hắn vạn năm trước lưu lại thì như thế nào? Bây giờ đã là ta tử tộc đồ vật, không phải do bọn hắn ở đây cần rỡ. Tộc trưởng, người này tự tiện xông vào thánh địa tử tộc ta, tội đáng chết vạn lần. Giết bọn họ. Đông đảo trưởng lão tử tộc đằng đằng sát khí, trong ánh mắt tràn đầy phong mang lạnh như băng, nhìn chăm chăm đám người lăng tiêu nói. Thậm chí, bọn họ hướng lăng tiêu bốn người vây tới, phảng phất một lời không hợp liền muốn đối lăng tiêu mấy người ra tay tử tộc tộc trưởng mặc hồn nhàn nhạt, nhạt nhìn lăng tiêu cùng cẩm sát một cái nói nơi đây quan tài đã là ta tử tộc chi vật lão phu hôm nay có thể tha cho các ngươi một mạng buông ra thiên lâm nhanh chóng rời đi đi lão sơn dương cùng bạch long mã đều bị đám người tứ tộc này chọc cười bọn họ rõ ràng đều thừa nhận quan tài bị bọn họ lấy đi lại còn chẳng biết xấu hổ nói vạn quan sơn hết thảy đều là bọn họ lại còn ra vẻ tư thái mấy người phương lăng tiêu rời đi gặp qua người không biết xấu hổ còn chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy các người đám này lão bất tử đồ vật bổn đế lại cùng các ngươi nó một lần giao ra quan tài nếu không sẽ cho các ngươi tử tộc chết lại một lần lão sơn dương cười lạnh một tiếng chỉ vào đám người tử tộc nói lăng tiêu ánh mắt rất lạnh mặc dù không nói gì nhưng lão sơn dương lời nói cũng là ý của hắn cái gọi là tử tộc hẳn là thi thể của những cường giả thượng cổ kia ở trong vạn quan sơn bị sinh tử chi khí thấm nhiễm vô số năm trong thi thể sinh ra linh trí mới những người này cũng liền hình thành trùng tộc mới Tuy rằng những người này thực lực rất mạnh, cơ hồ đều kế thừa những thi thể kia bản thân cường đại lực lượng, nhưng đã là một cái mới sinh linh, thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên cuồng vọng tự đại đến nói Vạn Quan Sơn tất cả đồ vật đều là của bọn họ. Lăng Tiêu cũng rất muốn giáo huấn một chút những tên cuồng vọng tự đại này. Xem ra các ngươi là không muốn thả Thiên Lâm. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Mặc Thông, giết bọn họ đi tộc trưởng mặc hồn đạm mạc nói trong ánh mắt không có chút cảm tình dao động nhìn về phía lăng tiêu mấy người dĩ nhiên giống như là nhìn con kiến hôi phẳng phát tiện tay là có thể nghiền chết vâng mặc thông cùng ba cái khác áo đen lão giả đi ra đem lăng tiêu bốn người bao phủ ở trung ương cả người đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức mặc thông sắc mặt mặc dù rất khó coi có chút lo lắng cho tính mạng của cháu trai nhưng tộc trưởng hạ mệnh lệnh hắn cũng chỉ có thể tuân thủ hơn nữa hắn tin tưởng nếu bốn người đồng thời xuất thủ có lẽ có thể dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tai cứu mặt thiên lâm không biết sống chết sắc mặt lăng tiêu cũng lạnh xuống đám này từ tộc lão già thật đúng là cho rằng ỷ vào bọn họ thần linh chiến lực là có thể hoành hành bá đạo đáng tiếc chiến thần giới bây giờ đã không còn như bọn họ tưởng tượng nữa roma hãy bảo vệ jin xây lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng sau đó trực tiếp một tay nắm lấy mặc thiên lâm cổ hướng về tứ đại thần linh cường giả đi tới Lăng tiêu không có thân thể thành thần trước, liền có thể đánh giết thần linh, huống chi là hiện tại. Lão sơn dưng cùng bạch long mã bảo vệ ở cầm sắt bên người, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia trào phúng. Những này không biết xấu hổ đồ vật rốt cục muốn đá tới trên tấm sắt. Người muốn làm gì? Buông thiên lâm ra. Mặc thông nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của lăng tiêu, cả người giật mình một cái, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, vội vàng hô to một tiếng nói. Bùm! Trong lòng bàn tay lăng tiêu thôn thiên chi hỏa trong nháy mắt bốc lên mãnh liệt vô cùng ẩn chứa lực lượng trí dương trí cương trực tiếp bao phủ mặc thiên lâm a à, ông nội cứu con a à, ma thiên lâm kêu thảm thiết phát ra âm thanh vô cùng thê thảm tử tộc nói tiếp đều là dựa vào tử khí nồng đậm mới có thể sống ra đệ nhị thế hỏa diễm cùng lôi đình loại lực lượng trí dương trí cương này đối với bọn họ mà nói chính là khắc tinh mặc thiên lâm bị thôn thiên chi hỏa bao phủ quả thực giống như là đổ thêm dầu vào lửa trong nháy mắt liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt mặc thông trong nháy mắt liền đỏ lên. Cả người hắn run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý ngập trời, một quyền ngang trời đánh tới lăng tiêu. Ẩm ẩm. Thần quang màu đen rực rỡ trói mắt, một quyền này ẩn chứa lực lượng cực kỳ âm độc, phảng phất muốn đem sinh cơ cùng nguyên thần của con người đều triệt để phá hủy. Chiến lực mặc thông thần linh cảnh hoàn toàn bộc phát. Muốn chết. Sát khí trong ánh mắt lăng tiêu lóe lên, không tránh không né, trực tiếp đánh thẳng vào mặc thông. Bùm, kim hà rực rỡ trói mắt lăng tiêu quanh thân thần quang bộc phát ra đem đầy trời màu đen tử khí đều phân tán ra kia một đạo màu vàng quyền ấn cương mãnh vô cùng ẩn chứa ngập trời lực lượng mà giờ phút này lăng tiêu tu vi khí tức cũng là triệt để bộc phát ra cái gì mặc thông cả người chấn động trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin hắn căn bản không nghĩ tới lăng tiêu dĩ nhiên cũng là một tôn thần linh hơn nữa một quyền này bên trong ẩn chứa để cho hắn đều cảm giác được vô cùng sợ hãi lực lượng răng rắc hai quyền giao nhau, cánh tay mặc thông trong nháy mắt bị lăng tiêu oanh tạc ra, mà một quyền này của lăng tiêu thế đi không giảm, tốc độ nhanh đến cực hạn, đột nhiên oanh ở trên ngực mặc thông. Mặc thông lồng ngực, dĩ nhiên giống như là gương bình thường dạn nứt ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, sau đó ầm ầm một tiếng nổ thành một mảnh nát bấy. Tử tộc trưởng lão không ai bị nổi, thần linh cường giả, bị lăng tiêu một quyền đánh chết. Bùm! Lăng tiêu quanh thân kim hạ sáng chói, tản ra thần tính ba động bàng bạc, khí huyết cuồn cuộn, hóa thành hình rồng, quấn quanh chung quanh hắn, trông rất sống động, để lăng tiêu thoạt nhìn tựa như một vị long thần tuyệt thế. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà đạm mạc, cơ hồ trong khoảnh khắc đã đánh chết mặc Thông. Ba đại trưởng lão tử tộc còn chưa kịp phản ứng, mặc Thông cũng đã hoàn toàn không còn thi cốt, trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là thần sắc khó có thể tin, trong nháy mắt liền lui ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc đề phòng vô cùng, gắt gao nhìn chăm chăm lăng tiêu. Điều này, làm sao có thể? tam đại trưởng lão tử tộc đều vô cùng khiếp sợ mặc thông ở trong tử tộc coi như là cường giả một tôn thần linh cứ như vậy bị người giết mặc thông thực lực cùng bọn hắn sấp xỉ lăng tiêu có thể giết mặc thông có phải hay không cũng đại điều lăng tiêu cũng có thể dễ dàng chém giết bọn hắn mà bọn họ có thể cảm giác được lăng tiêu quanh thân tản ra cường đại thần đạo khí tức rõ ràng là một tôn thần linh cường giả nhưng trăm vạn năm qua thần giới đại môn đóng lại phàm giới hẳn là không người có thể thành thần mới đúng người trước mắt này làm sao có thể là một tôn thần linh thân thể thành thần người lại đi con đường này tử tộc tộc trưởng mặc hồn nguyên bán thần sắc còn vô cùng đạm mạc nhưng lăng tiêu một quyền đánh giết mặc thông về sau trong nháy mắt liền để cho hắn không cách nào bình tĩnh trong ánh mắt của hắn tràn đầy thân sắc vô cùng kinh hãi nhìn thấy thân thể kinh khủng ngập trời của lăng tiêu phảng phất như là nghĩ tới cái gì thanh âm đều có chút run rẩy thân thể thành thần có thể nói là vô địch cùng cảnh giới cảnh giới trong truyền thuyết thượng cổ này lại xuất hiện trước mặt bọn họ hơn nữa thoạt nhìn, lăng tiêu hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi đi. Tuổi trẻ như vậy mà có tu vi khủng bố như vậy, quả thực là phá vỡ nhận thức của mặc hồn. Đến phiên các ngươi, lăng tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, ngang trời hướng ba đại tử tộc cường giả khác giết tới. Bùm, thân thể hắn trong suốt sáng chói, tản ra thần tính ba động cường đại, đồng thời phẳng phất tràn ngập một tầng hào quang thần bí, để hắn vạn pháp bất xâm, tung hoành vô địch, tùy tiện tiện một quyền, cơ hồ đều có hắn không có đột phá trước đó toàn lực một kích lực lượng quyền ấn màu vàng vắt ngang hư không bao phủ ba đại tử tộc trưởng lão cường giả ẩn chứa lực lượng nghiền ép tất cả dừng tay mặc hồn biến sắc trong ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ vung một trưởng hướng lăng tiêu đánh xuống sau khi biết lăng tiêu thân thể thành thần hắn cũng biết ba đại trưởng lão tử tộc kia khẳng định không phải là đối thủ của lăng tiêu nếu hắn không ra tay chỉ sợ tất cả đều phải chết trong tay lăng tiêu bùm nhưng lăng tiêu làm sao có thể bởi vì mặc hồn mà dừng tay đám người tứ tộc này hết sức cuồng vọng tự đại, không đem bọn họ đánh phục, chỉ sợ bọn họ căn bản không có khả năng giao ra tòa quan tài kia. Lăng tiêu quyền ấn hoành đè xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia ba đại tử tộc trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, nhào nhào cắn răng một cái, thì triển ra cường đại vô cùng công kích thủ đoạn, muốn ngăn trở lăng tiêu một quyền này. Ba đạo thần quang màu đen sông lên trời, đó là một đạo kiếm quang, một đạo đao cương, một đạo côn ảnh, phân biệt đại biểu cho thủ đoạn công kích mạnh nhất của ba đại trưởng lão tử tộc này, thanh thế mênh mông, khủng bố ngập trời, ẩn chứa lực lượng nghiền ép hết thảy. Răng rắc. Nhưng quyền ấn màu vàng rơi xuống, khí thế hùng hồn, mênh mông vô cùng, nghiền ép tất cả, ba đạo thần quang màu đen kia dĩ nhiên giống như giấy dán, trong nháy mắt vỡ nát ra. Phụt. Lăng Tiêu một quyền này thế đi không giảm, đột nhiên oanh vào ba đại tử tộc trưởng lão trên người để bọn họ như bị xét đánh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải lên tam đại thần linh cường giả lại không chịu nổi một kích như thế mà cùng lúc đó trong ánh mắt mặc hồn sát khí hừng hực hắn nhìn thấy lăng tiêu dĩ nhiên căn bản mặc kệ công kích của hắn cũng muốn đi chấn áp ba đại trưởng lão tử tộc nhất thời hắc quang trong lòng bàn tay càng phát ra hừng hực phảng phất có âm thanh gào khóc thảm thiết hướng phía sau lăng tiêu vỗ tới một trường này thoạt nhìn vô thanh vô tức nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong ánh mắt lăng tiêu lóe lên sắc bén, lộ ra một tia trào phúng. Hắn không tránh không né, cứng rắn chống lại một trường này của mặc hồn. Bùm! Mặc hồn một trường ấn ở sau lưng lăng tiêu, nhất thời hào quang rực rỡ, giống như lôi đình bộc phát ra, trên người lăng tiêu bốc lên một mảnh kim quang rực rỡ mà lực lượng ẩn chứa trong một trường của mặc hồn lại giống như băng tuyết bắt đầu tan rã tuy rằng cuối cùng vẫn như cũ kết rắn chắc vỗ vào trên người lăng tiêu nhưng ít nhất có tám phần lực lượng đều bị hóa đi bùm một tiếng trầm đục chuyển đến lăng tiêu toàn thân đột nhiên run rẩy sau đó thân thể bị chấn lui hơn mười bước mới đứng vững thân hình nhưng sắc mặt mặc hồn cũng đã trở nên vô cùng khó coi Tuy rằng một trưởng đánh lui lăng tiêu hơn 10 bước, nhưng là hắn có thể cảm giác được, một trưởng kia căn bản không có có thể thương tổn đến lăng tiêu, vẻn vẹn là để cho hắn lui về phía sau mà thôi. Lăng tiêu trong thân thể, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, có thể hóa giải hết thảy thần thông võ học, cơ hồ sao được truyền đạt trong nói vạn pháp bất xâm. Chẳng lẽ thân thể này thành thần thật sự có biến thái như vậy sao? Trong lòng mặc hồn trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không hổ là tử tộc tộc trưởng, thực lực quả nhiên rất mạnh, nếu là ta không có đoán sai, người bây giờ thực lực chỉ sợ đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong đi. Lăng tiêu xoay người lại, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Hắn vừa rồi cũng là cố ý không có né tránh, chính là muốn nhìn một chút hắn bây giờ thân thể đến tục cùng cường đại đến loại nào trình độ. Kết quả cũng là để cho hắn thập phần kinh hỉ, mặc hồn một trưởng kia coi như là không có vận dụng toàn lực, ít nhất cũng có tám chín phần lực lượng, kết quả cũng không có thương tổn được lăng tiêu. Thân thể thành thần, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, các hạ rốt cuộc là người phương nào mặc hồn nhìn chằm chằm lăng tiêu hỏi rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lăng tiêu các ngươi lấy đi tỏa quan tài kia trong đó chôn cất bảy đệ tử của ta chỉ cần ngươi giao ra ta có thể tha cho ngươi không chết lăng tiêu thản nhiên nói những tử tộc này đều là trong thi thể cường giả thượng cổ một lần nữa diễn sinh ra linh trí mặc dù trốn ở trong vạn quan sơn nhưng cùng những cường giả thượng cổ kia có lẽ có chút liên quan không đến vạn bất đắc dĩ lăng tiêu cũng không muốn cùng tử tộc trở mặt nhưng nếu bọn họ thật sự mời rượu không thích uống rượu phạt, vậy cũng không trách được hắn. Ngươi chính là cái kia chém giết chiến thần điện chiến thần, được xưng thiên hạ đệ nhất nhân lăng tiêu. Một vạn năm trước thôn thiền trí tôn, quả nhiên bất phàm, thật sự là thất kính. Ánh mắt mặc hồn chợt lóe, có chút ngưng trọng nhìn lăng tiêu nói. Không nghĩ tới, các ngươi tử tộc dĩ nhiên cũng sẽ chú ý ngoại giới tình huống, thiên hạ đệ nhất nhân không dám nói, đem đồ vật giao ra đây đi. Lăng tiêu thản nhiên nói, tòa quan tài kia chúng ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta thời gian 7 ngày chuẩn bị một chút. Trong ánh mắt mặc hồn lóe lên dị sắc, chậm rãi nói ra, hắn cảm giác được lăng tiêu thực lực vô cùng cường đại, coi như là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể lưu lại được lăng tiêu, chống rỗng kết một cái đại địch như vậy, cũng không phải là chuyện tốt gì. Vì sao phải 7 ngày? Nếu quan tài ở trong tay các ngươi, hiện tại liền giao ra đi. Lăng tiêu nhướng mày, cảm giác được trong lời nói của mặc hồn chỉ sợ có mơ ám, lập tức cười lạnh nói. Tòa quan tài kia chính là ngộ đạo thần mục đúc thành, cùng vạn quan sơn sinh tử khí đã hòa làm một thể. Trong quan tài bảy mạng người cách tương liên, nếu là dễ dàng mở ra quan tài, chỉ sợ sẽ tổn thương tánh mạng của bọn họ. Mặc hồn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lời ấy là thật sao? Ánh mắt lăng tiêu chật lóe, nhàn nhạt, nhạt nhìn mặc hồn nói. Chỉ cần bảy ngày, bảy ngày sau ta sẽ giao bọn họ cho ngươi, đã như vậy, vậy ngươi để cho ta gặp bọn họ một lần đi, chỉ cần xác nhận bọn họ không ngại, coi như là cho ngươi thời gian 7 ngày thì có làm sao. Lăng tiêu thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một chút lãnh ý. Lăng đạo hữu, quan tài không cách nào mở ra, ngươi cũng không cách nào nhìn thấy bọn họ, ngươi chỉ cần đợi thêm 7 ngày, vì sao nhất định phải nóng vội như vậy? Mặc hồn khẽ thở dài một tiếng nói. Thấy mặc hồn từ chối như thế, lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, lão gia hỏa, người như thế đẩy ba kéo bốn, ta xem ngươi là trong lòng có quỷ đi. Lão gia hỏa, nhanh lên đem đồ vật giao ra đây, nếu không đại ca ta liền diệt các ngươi tử tộc. Bạch Long mã ngậm một cọng cỏ trong miệng, liếc mắt nhìn mặc hồn nói. Lăng tiêu cũng cảm giác được mặc hồn trong miệng bảy ngày chỉ sợ có quỷ, chẳng lẽ những này tử tộc gia hỏa là muốn thừa dịp bảy ngày này đào tẩu hay sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua ở trong hư không vang lên, Lăng tiêu, nếu là ngươi thật cho hắn bảy ngày thời gian, vậy ngươi cái kia mấy cái yêu mến đệ tử chỉ sợ đều muốn biến thành hồ lô. Ẩm ẩm, trong hư không hắc vụ bốc lên, hào quang rực rỡ, trong hư không xuất hiện một lão giả, thân mặc đạo bào cũ nát, cả người thoạt nhìn bần hề hề, mặc tặc mắt chuột, để dâu dê, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cười lạnh. Cả người hắn tản ra khí tức cường đại vô cùng, cũng là một cường giả thần linh. Ngươi là Lục Thông Thiên trong ánh mắt lăng tiêu lộ ra một tia thần sắc khó tin lão gia hỏa trước mắt này dĩ nhiên chính là lục thông thiên hắn từng gặp qua lục kiếm nhất ban đầu chính là đi theo lão gia hỏa này hôm nay đột nhiên thấy lục thông thiên xuất hiện ở đây trong ánh mắt lăng tiêu cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc hơn nữa hắn có thể cảm giác được lúc trước lục thông thiên nhất định là ẩn tàng tu vi bây giờ lục thông thiên cả người vậy mà tràn ngập một cỗ sinh tử khí thoạt nhìn giống như là từ tộc cường giả nhưng giống như lại không có chết thấu thật phần quái dị mà sau khi mặc hồn nhìn thấy lục thông thiên, sắc mặt đại biến, chỉ vào lục thông thiên giận dữ quát, lục thông thiên, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta nói bậy. Hắc hắc, mặc hồn, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi bắt bảy đệ tử lăng tiêu là muốn luyện chế thất sát hồ lô đi. Ta biết ngươi chiếm được thượng cổ ma trùng, ngươi lấy tình huyết nguyên thần của mấy đệ tử lăng tiêu tầm bổ thất sát hồ lô, chỉ sợ qua bảy ngày nữa thất sát hồ lô sẽ hoàn toàn thành thục đi. Đến lúc đó thất sát hồ lô nơi tay, đừng nói là lăng tiêu, chỉ sợ cho dù là một vị chân thần cũng không phải đối thủ của ngươi." Lục Thông Thiên nhìn Mặc Hồn cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. "Cái gì?" Lăng Tiêu biến sắc, trong ánh mắt nháy mắt lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Tuy rằng hắn không biết cái gì là Thất Sát Hồ Lô, nhưng hắn lại nghe được lời nói của Lục Thông Thiên, Mặc Hồn dĩ nhiên là muốn lấy mấy người Lâm Phong đến luyện chế pháp bảo. Trong lòng Lăng Tiêu nhất thời lửa giận ngập trời, hơn nữa hắn nhìn sắc mặt Mặc Hồn, cũng biết chỉ sợ lời Lục Thông Thiên nói là thật mặc hồn người đáng chết sát khí trong mắt lăng tiêu chật lóe ngang trời đánh tới mặc hồn lăng tiêu người nghe ta nói ta mượn đệ tử của ngươi đến luyện chế thất sát hồ lô nhưng chỉ là lợi dụng nguyên thần cùng huyết nhục của bọn họ cũng sẽ không thương tổn đến tính mạng của bọn họ mặc hồn còn muốn giải thích cuối cùng hắn cũng không muốn đối địch với lăng tiêu giết lăng tiêu chỉ đơn giản phun ra một chữ quyền ấn vô cùng ẩn chứa sát khí ngập trời hướng mặc hồn giết tới Lăng Tiêu, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao? Ánh mắt mặc hồn lóe lên, thấy Lăng Tiêu bức bách như vậy, trong lòng cũng sinh ra chân hỏa. Ầm ầm, tử khí màu đen quanh thân hắn tràn ngập, phát trần trong tay rơi xuống Lăng Tiêu, giống như ba ngàn trượng thiên hà rơi xuống, từng sợi bụi bay ngang trời mà đến, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cứng cỏi, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu quấn quanh lại. Vèo, Thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, giống như một tia chớp màu vàng, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tránh đi lực lượng phất trần, quyền ấn hướng Mặc Hồn oanh xuống. Trong ánh mắt Mặc Hồn đồng dạng là sát cơ lóe ra, Lăng Tiêu bức bách cũng là kích phát chiến ý trong lòng hắn, đồng dạng là một quyền đánh ra. Bùm! Trong hư không một tiếng trầm đục truyền đến, thân hình Lăng Tiêu không thay đổi. Tử Linh lĩnh vực, giết cho ta! Hắc quang quanh thân mặc hồn bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, chỉ thấy hắn giống giận một tiếng, sát khí màu đen xung quanh tràn ngập ra, những sát khí kia bốc lên, phảng phất hình thành một mảnh màu đen hải dương, từ trong đó đi ra một tôn khí tức khủng bố tử linh, những tử linh kia bao phủ lấy thuần túy tử khí, phảng phất là từ minh địa ngục bên trong mà đến tử thần, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến mặc hồn trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý, tử linh lĩnh vực chính là hắn cường đại nhất thủ đoạn một trong, trong đó tử linh vô cùng vô tận, mỗi một tôn đều có thể so với thần linh chiến lực, coi như là mài cũng muốn đem lăng tiêu mày chết. Hắn biết lăng tiêu thân thể quá khủng bố, vạn pháp bất xâm, nếu là chiến tiếp, chỉ sợ hắn phải chịu thiệt thòi lớn, cho nên hắn mới muốn dùng tử linh lĩnh vực đối phó lăng tiêu. Bùm, sát khí trong ánh mắt lăng tiêu chợt lóe, một quyền ngang trời oanh rơi xuống, rơi vào trên người một tử linh, tử linh linh kia toàn thân kịch liệt rung động, dĩ nhiên đột nhiên nô thành một mảnh tử khí, hướng về lăng tiêu bao phủ mà đến. Những cái kia tử khí phảng phất phụ cốt chi thớt, có được cường đại thôn phệ chi lực, nhất là thích sinh linh huyết nhục, phảng phất muốn đem lăng tiêu huyết nhục thôn phệ sạch sẽ. Bùm, thôn thiên chi hỏa trên người lăng tiêu bốc lên, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ nóng bỏng, đem những tử linh khí kia cuộn lại, trong nháy mắt liền thiêu đốt lên. Thế nhưng những tử linh kia phẳng phất rất có linh tính, dĩ nhiên rất dễ dàng liền từ thôn thiên chi hỏa bên trong thoát thân mà ra, sau đó ở trong hư không lại ngừng tụ thành tử linh bộ dáng, hướng lăng tiêu đánh giết mà đến. Thôn thiên tri hỏa tuy rằng trí dương trí cương, nhưng hôm nay cũng chỉ là phạm chủ thiên hỏa, khi nào thôn thiên bí thuật của lăng tiêu có thể đột phá đến thần cảnh, Ngưng tụ thành thôn thiên thần hỏa, chỉ sợ chỉ bằng thôn thiên thần hỏa là có thể đem tất cả từ linh đốt không còn một mảnh. Hết chương 1110 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.